Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. chương 1191, Mạnh soát tồn tại cảm giác yêu tình ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Vì cái gì ý thức của ta hội tiến vào tiểu thải thể nội. Tống Thư Hàng trong lòng choáng váng. Nhưng bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Trên đỉnh đầu thiên kiếp chiến hạm lại một đợt oanh tạc, nổ hắn dục tiên dục tử. Đồng thời, từ hắn tiếp nhận tiểu thải thân thể phía sau, ôm đầu ngồi sổng phòng bí pháp, hiệu quả phòng ngự đang kéo dài hạ xuống, tùy thời đều có thể vỡ nát. Tóm lại, trước trợ giúp tiểu thải vượt qua lần này thiên kiếp lại nói. Trước mắt tiểu thải chính là thấp phối bản tống thư hàng. Nàng đầu tiên là đi theo tống thư hàng tu luyện siêu độ chi pháp, công đức chi quang đã thành hình, tiếp lấy lại tu luyện cương thủ, cũng đạt được nho môn kim cương thân tu luyện pháp chỉ là còn chưa bắt đầu tu luyện, sau đó công pháp phương diệt, nàng hôm nay vừa mới chuyển tu Tam thập Tam thú tiên thiên nhất khí công cự kình thiên. Mấy dạng này, có thể nói là Tống thư Hàng lập thân tu chân giới cơ sở nhất mô bản. Tương lai, Tống thư Hàng còn chuẩn bị đem chính mình đao pháp số túi tương thụ cho tiểu thải, để cho nàng có thể cùng kim cương quân tử đao, đạo hiệu tương xứng, chim như kỳ danh. Bởi vì nhân vật mô bản rất tiếp cận nguyên nhân Tống Thư Hàng tại minh bạch chân tướng phía sau thuận lợi tiếp thủ tiểu thải thân thể. Tiếp đó, Tống Thư Hàng trước tiên vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Đối tiểu thải mà nói, nàng hôm nay vừa mới tiếp xúc bộ công pháp kia. Nhưng đối với Tống Thư Hàng mà nói, vận chuyển bản này công pháp đã trở thành hắn bản năng, dung nhập linh hồn của hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu thải thể nội yêu lực liền theo lấy công pháp điên cuồng vận chuyển. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, tiểu thải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thành công nhập môn lại bởi vì tiểu thải bản thân cảnh giới đã là tam phẩm thể nội kinh mạch đã thông khí hải đan điền đã mở cho nên tống thư hàng chỉ là khống chế nàng yêu lực vận lực một vòng liền thành công tiến vào tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công thiên thứ hai tại tiểu thải khí hải đan điền bên trong ngưng tụ ra một cây châm hình dáng ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu audio điện tử võ tấn bền cái này đạo, Ngụy Tiên Thiên Chân Khí hình thức ban đầu, có thể thông qua phục dụng linh thú tinh, tại tam phẩm cảnh giới trước huyễn hóa thành một đầu phi kình bộ dáng, Ngụy Tiên Thiên Chân Khí. Cái này cùng Diệt Phượng công tử CPU có được dị khúc đồng công chi diệu, chính là công năng tương phản. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Suy tư ở giữa, chú ý của hắn biết đưa tay từ bản thể vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một hộp linh thú tinh. Bên trong chứa 33 chủng linh thú linh thú tinh, lúc trước tống thư hàng đem, tam thập tam thú, linh thú tinh thu thập đủ phía sau bởi vì hắn bản thân rất nhanh từ tam phẩm tấn thăng đến tứ phẩm, linh thú tinh còn thừa lại rất nhiều. Thừa dịp thiên kiếp chiến hạ một đợt oanh tạc sau tội lực kỳ, tống thư hàng bản thể đem, hộp, dùng sức ném về tiểu thải vị trí. Tiểu thải vẫn như cũ duy trì, ôm đầu ngồi sổm phòng, tư thế, không cách nào động đậy khẽ động bí pháp phòng ngự liền sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá, công đức xà mỹ nhân lại có thể hành động tại thu đến tống thư hàng mệnh lệnh phía sau nàng đưa tay vững vàng tiếp nhận hộp này tam thập tam thú linh thú tinh tiếp đó nàng lấy ra một cái cỡ nhỏ mèo hệ linh thú tinh hướng tiểu thải trong miệng lấp đầy tống thư hàng phân ý thức thì khống chế tiểu thải yên lặng vận chuyển kinh thôn thuật ở chỗ này còn có hai cái rất trọng yếu vấn đề kinh thôn thuật cũng không phải là vừa tu luyện phía sau lập tức liền có thể dùng ăn linh thú tinh ít nhất cũng phải tiểu thành về sau mới được Tống Thư Hàng bản thể đã sớm đem kình thôn thuật luyện đến đại thành, nhưng phụ thân tiểu thải trên người sau cũng không biết hiện tại tiểu thải kình thôn thuật đẳng cấp theo cái nào cấp bậc mà tính. Mặt khác, tiểu thải là loài chim, nàng không có răng. Nàng không cách nào giống Tống Thư Hàng như thế trước dùng răng cắn nát linh thú tinh lại dùng ăn. Không biết tiểu thải, cát túi có thể hay không đem linh thú tinh vỡ nát. Thử trước một chút đi. Nếu như tiểu thải có thể thuận lợi tiêu hóa linh thú tinh vậy liền tranh thủ một hơi nuốt xong 33 khỏa linh thú tinh. Nếu như thất bại, bằng tiểu thải tam phẩm thể chất, đem linh thú tinh phun ra cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Linh thú tinh bị nhét vào tiểu thải trong miệng, tống thư hàng khống chế thân thể của nàng, một thanh đem linh thú tinh nuốt vào. Kinh thôn thuật toàn lực vận chuyển. Có lẽ là tiểu thải bản thân đã có được tam phẩm thực lực, thể chất cường đại, tiêu hóa năng lực cũng càng tốt cũng có thể là là phụ thân ở trên người nàng tống thư hàng bản thân kinh thôn thuật đã đại thành. Tóm lại, cái này linh thú tinh bị nuốt vào phía sau thật nhanh bị tiểu thải thân thể tiêu hóa. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chuyển vận, cái này đạo linh thú tinh bên trong lực lượng liền bị hấp thu. Một phần lực lượng bị ôm đầu ngồi xổm phòng, bí pháp trực tiếp mang đi, hóa thành bí pháp lực lượng phòng ngự. Một bộ phận khác lực lượng tồn trữ đến tiểu thải đan điền bên trong, tại cái kia đạo, ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu, bên cạnh hóa ra một đầu, mèo, hư ảnh, bắt đầu đảo quanh. Xong rồi, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ. Ngay tại hắn thành công chuyển hóa một khỏa linh thú tinh thời điểm, một đoạn ký ức đột nhiên hiển hiện, hiện trong đầu của hắn. Yêu tình ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự chi, bị động phản kích kỹ năng thiên, Nếu yêu như thế nào thành công biến thân nam chủ nhân tiểu tam, cũng cùng nam chủ nhân đạo lữ cùng đấu 13 chiêu, nam yêu như thế nào đọ sức lấy nữ chủ nhân niềm vui, đá rơi xuống nữ chủ nhân đạo lữ thành công thượng vị 72 pháp. Ngọa thảo, đoạn này ký ức làm sao đột nhiên hiện lên. Đoạn này ký ức là tống thư hàng muốn quên nhất như ký ức một trong, bắt nguồn từ nhập mộng thông nương nhân sinh lúc, gia nhập toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà cái này có yêu tổ chức phía sau học được bí tịch. Thông nương năm đó rất ngây thơ cho rằng đây thật là tuyệt thế bí tịch. Tống Thư Hàng đều tận lực không hồi ức lên đoạn này ký ức, vì sao hôm nay lại đột nhiên hiện lên. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thải cũng là toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà thành viên, cho nên bản thân phụ thân ở trên người nàng phía sau cùng nàng sinh ra, ký ức cộng minh dẫn suốt đoạn này ký ức. Tiếp tục, thở dài phía sau Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân tiếp tục hạ mệnh lệnh. Công đức xà mỹ nhân lại lấy một khối, chó hệ, linh thú tinh, nhét vào tiểu thải trong miệng thiên kiếp chiến hạm lại một lần khai hỏa, hỏa lực mạnh hơn một chút, cảm giác thượng, ôm đầu ngồi sổm phòng bí pháp, đã lung lay sắp đổ. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu có thể ở bí pháp phòng ngự mất đi hiệu lực trước, đem tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lại đến đẩy một cảnh giới, ngưng tụ ra cái kia đạo, ngụy tiên thiên chân khí, lại dựa vào, nghịch lân đao pháp, nói không chừng có thể chịu một kháng còn sót lại thiên kiếp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lần nữa thi triển kinh thôn thuật nuốt vào mới linh thú tinh, đem hắn tiêu hóa. Lặp lại phía trên trình tự, một đầu chó hư ảnh tại, ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu, bên cạnh hiển hiện. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng trong đầu lại hiển hiện một đạo ký ức. Vẫn như cũ lại yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, đây là thần thánh ăn cắp thuật. Sau đó, Tống Thư Hàng mỗi nuốt một cái, linh thú tinh, cái kia kỳ hoa yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự liền sẽ cường thế xuất hiện tại hắn ký ức như thế nào thuận lợi tổ đội ăn cướp nhân loại tu sĩ, đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp, xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc dụng, loại hình thần kỹ, nhao nhao hiện lên ở tống thư hàng não hải. Đây là mãnh liệt soát tồn tại cảm giác tiết tấu. Một mực nuốt 27 mai linh thú tinh, cùng trước đó đồng dạng, tống thư hàng mỗi nuốt một cái linh thú tinh, cái kia kỳ hoa bí tịch liền sẽ hiển hiện một lần, Tống Thư Hàng duy trì thi triển kình thôn thuật, đồng thời trong lòng rơi vào trầm tư. Không đúng, đây không phải ký ức cộng minh. Nếu như chỉ là đơn giản ký ức cộng minh, bản này kỳ hoa bí tịch soát mấy lần tồn tại cảm giác phía sau liền sẽ biến mất mới đúng. Đặc biệt lấy Tống Thư Hàng tu vi, đối với mình tinh thần lực khống chế rất mạnh. Không có khả năng để kỳ hoa bí tịch hết lần này đến lần khác cường thế soát tồn tại cảm giác. Trừ phi, bản này quỷ dị yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cộng kình thôn thuật ở giữa, có liên hệ. Nghĩ đến đây cái khả năng lúc, tống thư hàng não hải hiện lên một đạo linh quang. Hắn nhớ tới một hồi trước đồng quái tiên sư nói chuyện riêng trả lời hắn tin tức thú thần bộ, ám trung truyền thừa, cũng không tại, nhân loại, tu sĩ trên thân. Âm thầm truyền thừa, giao cho linh thú cùng yêu thú, từ bọn chúng tạo thành một cái yêu tu cùng linh thú liên minh, phụ trách truyền thừa thú thần bộ hoàn chỉnh truyền thừa một cái toàn bộ tự yêu tu cùng linh thú tạo thành liên minh toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà hiển nhiên rất phù hợp cái này thiết lập cái này kỳ hoa yêu quái tổ chức chỉ lấy yêu tộc cùng một số thực lực cao cường linh thú mặc dù cái tổ chức này rất không đáng tin cậy nhưng không thể phủ nhận bọn chúng sinh mệnh lực ương ngạnh mà lại nếu là ám trung truyền thừa vậy chúng nó ở ngoài mặt nhìn Tuyệt đối sẽ không cùng Tam thập tam thú thần tông liên lạc với cùng một chỗ. Tống thư Hàng liền nghĩ tới Tống Đầu gỗ tác phong. Lấy đối phương loại kia sinh mệnh không ngừng, tác tử không thôi phong cách, còn có loại kia để cho người ta đau răng tính cách, hội sáng tạo loại này kỳ hoa yêu tu liên minh, tựa hồ cũng rất bình thường. Tống thư Hàng bắt đầu trầm mặc. Nếu như toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà thật là thú thần bộ, ám chung truyền thừa, như vậy tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản đầy đủ, rất có thể chính là bản này kỳ hoa yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Giải mã bản này kỳ hoa bí tịch mới có thể có đến bản đầy đủ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn tiếp đó, hẳn là muốn khổ tu yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, từ đó tìm kiếm chân tướng. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trong đầu sinh ra kịch liệt kháng cự bản này kỳ hoa bí tịch quá xấu hổ, xỉ nhục độ phá chân. Nếu thật muốn hắn nghiêm túc tu luyện bí tịch này, còn không bằng đi cùng bạch tiền bối chơi không chung nhảy cầu tới dứt khoát. Có lẽ là ta đoán sai, dù sao đây chỉ là suy đoán, thiên hạ yêu tu liên minh nhiều như vậy, không nhất định thật là cái này kỳ hoa yêu tu tổ chức. Mà lại, ta tại tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lúc, trong trí nhớ cũng đã tử thông nương cái kia đạt được kỳ hoa bí tịch, chính ta tu luyện tiên thiên nhất khí công thời điểm, cả hai cũng không có sinh ra cộng minh. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư, công đức xà mỹ nhân đã đem 33 mai linh thú tinh toàn bộ cho ăn xong. Tiểu thải thể nội, cái kia Ngụy Tiên Thiên chân khí hình thức ban đầu, bên cạnh 33 con hư ảo thú ảnh nhanh chóng xoay tròn lấy. Sau đó, 33 đạo thú ảnh phóng tới chân khí hình thức ban đầu, cùng hắn dung hợp. Chương 1192, Thiên đạo rời trước đếm ngược cùng tống thư hàng lúc ấy ngưng tụ ngụy tiên thiên chân khí phi kinh hư ảnh trạng thái không sai biệt lắm tiểu thải ngưng đồng dạng lấy cự kinh vì bản thể cái khác 32 thú hư ảnh toàn bộ dung nhập cá voi trong thân thể bất quá cùng tống thư hàng cuối cùng phi kinh hư ảnh hơi có khác biệt tiểu thải ngưng tụ ra cự kinh hư ảnh hình thể thon dài mà lại cánh sau lưng to lớn vô cùng so với cự kinh thân thể còn muốn khổng lồ tổng thể đặc thù cùng tống thư hàng phi kinh đồng dạng bất quá một cái là mập mạp, một cái rất thon thả. Cự kình hư ảnh ngưng tụ thành công, đại biểu cho tiểu thải tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiến vào thiên thứ ba. Khi này đạo đại biểu cho, ngụy tiên thiên chân khí, cự kình hư ảnh thành công ngưng tụ phía sau tống thư hàng trong đầu không ngừng hiển hiện kỳ hoa bí tịch ký ức rốt cục yên tĩnh. Lúc này, trên bầu trời thiên kiếp chiến hạm lại là một đợt oanh tạc. Tiểu thải trên người, ôm đầu ngồi sổng phòng bí pháp, tại chống nổi cái này một đợt oanh tạc phía sau đạt tới sụp đổ điểm tới hạn. Trên người nàng cái kia hư nhược hình người tiểu thải tiêu tán. Lại duy trì ôm đầu ngồi sổm phòng đã không có ý nghĩa. Công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng lui lại, từ phụ thân công đức hóa thân, trong trạng thái lui ra ngoài. Nàng rời đi tiểu thải thân thể, trở về tống thư hàng bản thể sau lưng. Đã mất đi công đức xà mỹ nhân gia trì, tiểu thải trên người, ôm đầu ngồi sổm phòng bí pháp, không cách nào lại duy trì thân thể nàng hơi chấn động một chút, phòng ngự bí pháp tiêu tán. Trên bầu trời, thì la lị rốt cục khôi phục, nàng duỗi lưng một cái đứng lên. Cùng thời khắc đó, phụ cận trên tiểu trấn, nguyên bản ngồi xổm run rẩy không ngừng đám người đồng dạng khôi phục, từng cái thật nhanh đứng lên. Giữa không chung, Bắc Phương Đại Đế cùng, bạch, một mực chú ý tiểu thải biến hóa. Bắc Phương Đại Đế nhìn thấy công đức xà mỹ nhân trở về tống thư hàng phía sau người, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù công đức chi quang bất tử bất diệt, nhưng nàng nhúng tay thiên kiếp, Bắc Phương Đại Đế vẫn là lo lắng nàng xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Tiền Bối thì nhìn về phía Tống Thư Hàng, tiểu thải trên người phát sinh biến hóa gì. Ta từ trên người nàng cảm ứng được khí tức của ngươi. Cũng không đúng, không đối nói là khí tức, nhưng cảm giác tiểu thải đột nhiên biến giống như ngươi. Bạch Tiền Bối ngươi cái này đều có thể cảm ứng ra đến. Tống Thư Hàng bản thể nói, vừa rồi không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ta bộ phận ý thức phụ trên người tiểu thải, tựa như lúc trước sử dụng, trinh sát con rối hình người, đồng dạng. Hiện tại khống chế tiểu thải thân thể, là ta bộ phận ý thức. Bắc phương đại đế cao mày, người đây đã là nhúng tay thiên kiếp, thiên kiếp hội không có cảm ứng. Trước đó công đức xà mỹ nhân cũng thế, rõ ràng đã cưỡng ép nhúng tay người khác thiên kiếp, thiên kiếp uy lực nhưng không có tăng lên. Ta hiện tại cũng không hiểu ra sao. Tống Thư Hàng bản thể ngắm nhìn bên cạnh công nước xà mỹ nhân có lẽ nàng biết một số nội tình. Nhưng là, công nước xà mỹ nhân hiện tại không có cùng người trao đổi năng lực. Cũng có thể là là nàng cố ý không cùng người ta giao lưu. Đã mất đi bí pháp phòng ngự, người cùng đệ tử của ngươi có thể chống đỡ được phía dưới thiên kiếp sao? Bác Phương Đại Đế hỏi. Hôm nay thiên kiếp rất quỷ dị, kiếp vân không cách nào lại đánh tan. Đối mặt thiên kiếp, Tu sĩ chỉ có chết chiến đấu tới cùng một con đường có thể đi. Không thành công thì thành nhân. Đụng một cái, ta cảm giác tiểu thải hiện tại trạng thái rất không tệ. Tống thư hàng trả lời. Tiểu thải tại độ kiếp trước dùng ăn qua tám khẩu cá voi thánh canh, dược hiệu còn tại liên tục không ngừng phát huy, đồng thời vừa rồi tiểu thải một hơi nuốt 33 mai linh thú tinh, nàng hiện tại trạng thái có thể nói ở vào đỉnh phong. Có thể liều mạng. Đang khi nói chuyện trong hư không thiên kiếp chiến hạm lần nữa lại một lần nã pháo. Lần này trên chiến hạm tất cả họng pháo, máy phát xạ tề phát, uy lực toàn bộ triển khai. Đây cũng là cuối cùng một đợt thiên kiếp, có thể thành công hay không, liền nhìn cái này một đợt. Bạch Tiền bối lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Sau đó, để hắn thử một chút một sự kiện đi. Dưới đáy, Tống Thư Hàng khống chế tiểu thải thân thể, hai cánh lập tức thẩm vận cương thủ bí pháp tiểu thải hai cánh nhiễm lên đen kịt sắt thép chi sắc. Đáng tiếc nàng còn chưa kịp tới tu luyện nho môn kim cương thân, nếu không hiệu quả càng tốt. Tới đi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, tiểu thải trong mắt có đạo ý hiển hiện. Ở trên người nàng, cái viên kia, bá Tống Thánh Ấn, có chút sáng tỏ. Cùng một thời gian, từ Tống Thư Hàng bản thể bên trên, có một sợi nhỏ xíu tiên thiên chân nguyên xuyên thấu qua Thánh Ấn, tiến vào tiểu thải thân thể quả nhiên có thể thực hiện. Hắn phụ thân tại tiểu thải trên người, bản thân mình cảnh giới cùng công lực mang không đến, nhưng là đao ý, nhưng có thể thành công thi triển. Chỉ cần đao ý có thể sử dụng, tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp, ta độ định. Tống thư hàng cười ha ha một tiếng. Đao ý hóa thân áo giáp, ngưng tụ trên người tiểu thải. Mũ giáp, giáp ngực, thậm chí ngay cả cánh cùng cước bộ đều có tiểu xảo khôi giáp hiển hiện. Đồng thời, Tống Thư Hàng lấy tiểu thải cánh làm đao, thi triển nghịch lân đao pháp. Mạnh nhất thủ hộ chi đao nghịch lân thức thi triển ra, đao khí hóa thành chân long, đem tiểu thải bao quanh bao khỏa. Âm 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 âm, đến từ thiên kiếp chiến hạm sau cùng bạo phát, hỏa lực quang mang đem tiểu thải bao phủ. Tất cả hỏa lực oanh xong trong hư không cái kia chiếc thiên kiếp chiến hạm vậy mà hung hăng đánh tới hướng tống thư hàng. Coi là thật có đội cảm tử phong phạm. Đạn pháo đánh xong, liền thuyền còn muốn đụng vào, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Bạch Đạo Hiếu, thời điểm then chốt, người cũng không muốn đột nhiên tiến lên, đem Thiên Kiếp Chiến Hạm cho phong ấn. Bắc Phương Đại Đế đột nhiên nói: Bạch Thánh, ta thoạt nhìn là sẽ làm ra loại sự tình này người sao? Một kích này đã là Tiểu Thải Độ Kiếp một kích cuối cùng, nếu như ta đem Thiên Kiếp Chiến Hạm phong ấn, Tiểu Thải Thiên Kiếp liền phí công nhọc sức, nói không chừng lại muốn tới lại độ một đợt chiến hạm. Nếu như ta muốn phong ấn chiến hạm, tuyệt đối sẽ tại chiến hạm mới xuất hiện trong chớp mắt liền xuất thủ. Bạch Thánh Đạo Thiên kiếp chiến hạm đụng vào mặt đất, lần nữa dẫn phát bạo tạc chiều dâng. Bạo tạc một mực tiếp tục hai mươi hơi thở lâu, mới dần dần tán đi. Thành công không, thi hỏi. Tống Thư Hàng thỏa. Phía dưới, tiểu thải thân ảnh hiển hiện. Nàng lúc này nhìn phá lệ chật vật, xinh đẹp lông vũ đều cháy đen hơn phân nửa. Thân thể nho nhỏ càng là nằm dạp trên mặt đất, động đậy không được. Thiên kiếp, kết thúc. Tống Thư Hàng ý thức, từ phụ thân trạng thái trở về. Tiếp đó, muốn hỏi một chút tiểu thải mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, luôn không khả năng nàng thật sự thành ta tiểu hào đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tô Thị A thập lục, đợi chút nữa, tiểu thải không có tấn cấp. Theo lý thuyết, độ kiếp sau khi kết thúc tiểu thải nên từ tam phẩm tấn thăng tứ phẩm. Nhưng phía dưới tiểu thải hư nhược nằm dạp trên mặt đất, không có muốn tấn cấp dấu hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì độ kiếp gian lận bị phát hiện rồi? hủy bỏ tư cách thăng cấp, thì lo lắng nói. Tống Thư Hàng, cái này, rất không có khả năng ha. Lúc này, Bắc Phương Đại Đế bình tĩnh nói, nàng tại độ tâm ma kiếp. Lại là tâm ma kiếp, Tống Thư Hàng nhíu mày. Đưa nàng chuyển rời đến biệt viết tiên cơ trong động phủ, tâm ma kiếp, không ai có thể trợ giúp nàng. Chỉ có chờ chính nàng vượt qua, Bắc Phương Đại Đế lên tiếng nói. Biệt viết tiên cơ, ta đưa nàng trở về, vừa vặn trong phòng bếp bát phẩm cá voi thánh yến cần xử lý một chút vừa rồi trận này thiên kiếp thời gian vượt qua ta dự tính tạ ơn tiên cơ tống thư hàng đạo biệt tuyết tiên cơ mỉm cười không cần khách khí dứt lời nàng điều khiển phi kiếm hạ xuống mang theo ở vào tâm ma kiếp trạng thái tiểu thải trở về động phủ đợi nàng tiến vào động phủ phía sau thi chọc chọc tống thư hàng tống sư huynh để biệt tuyết tiên cơ mang theo tiểu thải một người trở về nàng sẽ không đem tiểu thải làm đồ ăn đi để một vị tiên chủ cùng một đầu nhìn qua rất ngon miệng tước yêu đơn độc ở chung một chỗ, thật sự không có vấn đề sao. Tô Thị A Thập Lục, Bắc Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng, cũng không có vấn đề A. Khục, theo ta thấy, biệt tuyết tiên tử không phải là người như thế. Chúng ta tiếp tục đi, Thư Hàng tiểu hữu người đây không phải còn có một vị muốn độ kiếp sao. Bắc Phương Đại Đế Đạo, Tống Thư Hàng, Hừng, Thông Nương cũng phải độ kiếp, nàng là nhị tấn tam, hẳn là tương đối dễ dàng. Sứt lời, hắn vẫy tay, từ hạch tâm thế giới bên trong đem thông nương phóng xuất ra. A a a, rốt cục đến phiên ta rồi. Thư hàng, ta muốn làm sao độ kiếp, ta còn chưa kịp tới ngưng tụ đao ý, chỉ dựa vào thiên khốc bảo điển có thể làm sao. Thông nương lo lắng nói. Yên tâm đi, Bắc phương tiền bối sẽ dạy ngươi một chiêu độ kiếp pháp. Nhưng là, ngươi nhất định phải cẩn thận, một hồi khi độ kiếp tuyệt đối không cho phép xuất hiện một tia sai lầm, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Thông nương nhìn thấy Tống Thư Hàng bộ dáng nghiêm túc, e sợ e sợ nhẹ gật đầu, yên tâm, ta đều nghe ngươi, ta nhất định cẩn thận, không ra một điểm sai. Bắc Phương Đại Đế tiến lên một bước, đi vào thông nương bên người, cùng trước đó đồng dạng, hắn chỉ tay một cái, liền đem, ôm đầu ngồi sổm phòng, bí pháp truyền thụ cho thông nương. Dạy bảo quá trình giống như tiểu thải, xác định thông nương có thể vận chuyển, ôm đầu ngồi sổm phòng, bí pháp phía sau cũng căn dặn nàng một hồi niệm tụng chân ngôn lúc số lần đừng ra sai. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Thông nương hít sâu, đem chính mình chân khí trong đan điền toàn bộ phóng thích, lòng rác chân khí trong đan điền phun ra ngoài, cầu dẫn hạ thiên kiếp. Kiếp vân ngưng tụ, màu tím kiếp lôi tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua, ẩm ẩm rung động. Mà đúng lúc này, tại thông nương sắp độ kiếp thời điểm, Bắc Phương Đại Đế, Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Thi, cùng trong động phủ biệt tuyết tiên cơ, toàn bộ ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hư không. Lần này, cũng không phải là lại có huyền thánh nhân tiền hiển thánh. Nhưng so với nhân tiền hiển thánh đến, đây là chuyện trọng yếu hơn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, chỉ cần tu luyện đến nhị phẩm trở lên, đều sinh lòng cảm ứng. Năm đó thiên đạo, rốt cục không chịu nổi. Thiên đạo có thiếu, lần này thiên đạo không rõ lai lịch không người nào biết hắn nền tảng hắn có được cường hãn biến thái năng lực khôi phục nhưng ở cùng nho gia thánh nhân tranh đoạt thiên đạo một trận chiến bên trong bị nho gia thánh nhân thi triển bản mệnh thiên phú tự thân tồn tại biến không trọn vẹn mấy ngàn năm qua đỉnh tiêm kiếp tiên cùng trường sinh giả nhóm đều ẩn ẩn cảm ứng được thiên đạo có thiếu biết sớm muộn có một ngày hắn có thể sẽ không chịu đựng nổi đến lúc đó chính là một cái đại thời đại tiến đến nhưng là không ai có thể xác định năm đó thiên đạo có thể chống bao lâu, mặc dù có thiếu, nhưng thiên đạo vẫn là thiên đạo, nói không chừng người ta có thể chống đỡ cái hơn mấy ngàn vạn năm đâu. Mà bây giờ, thiên đạo tồn tại tiến vào đếm ngược. Ngọa thảo, thật chẳng lẽ cùng xích tiêu tử nói, cái này hành yêu có được vô hạn tương lai. Xích tiêu kiếm không tự chủ được đậu đen rau muống đạo. Cái này hành yêu, lần thứ nhất độ kiếp, mới vừa gia nhập độ kiếp trạng thái, năm đó thiên đạo liền nhịn không được tiến vào đếm ngược. Hẳn là, cái này hành yêu thật muốn thượng thiên, trở thành đời tiếp theo thiên đạo. chương 1193, trường sinh giả tị thế. Vô hạn tương lai, xích tiêu kiếm đạo hữu đang nói thông nương, tống thư hàng hiếu kỳ hỏi. Xích tiêu kiếm yên lặng điểm một cái mũi kiếm, đúng vậy a à? Làm sao cái vô hạn pháp? Tống Thư Hàng lại hỏi thông nương giống cá ướp muối đồng dạng cách sống, tương lai của nàng muốn làm sao cái vô hạn pháp. Không thể nói, không thể nói. Xích tiêu kiếm lại lắc lắc thân kiếm. Dù sao, cái này gốc hành tương lai có thể trở thành thiên đạo thuyết pháp, nói ra đều không người tin tưởng a. À. Lúc này bên người Bắc phương đại đế nhíu mày, lãnh khóc trên mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ, ai, liền bữa cơm cũng không cho cô ăn thật ngon. Dứt lời, đại đế đối tống thư hàng nói, thư hàng tiểu hiếu, cô có thể muốn trước tị thế một đoạn thời gian, Cùng Thiên, cái kia có quan hệ sao?" Tống thư hàng lên tiếng hỏi. Hắn nói cho đúng là Thiên đạo hai chữ, nhưng lo lắng hiện tại nói thẳng Thiên đạo hai chữ sẽ có tỷ húy, tại là chỉ nói một nửa. "Không sai, cùng hắn có quan hệ." Bắc Phương Đại đế tiếp tục giải thích nói, năm nay thiên có thiếu, hắn tồn tại hiện tại tiến vào đếm ngược. Tại hắn chấp trưởng đạo cuối cùng trong một đoạn thời gian, nhất định sẽ có dung chuyển. Mà bước ra bản thân con đường trường sinh người tu luyện sẽ thành dung chuyển bên trong bị nhầm vào mục tiêu, tiếp theo chính là đỉnh phong kiếp tiên. Cùng lần trước thiên đạo khác biệt, đời trước thiên đạo là mình không muốn làm, tùy hứng nói đi là đi, cho nên không có dung chuyển đoạn thời gian. Mà đương thời thiên đạo có thể nói là tự thân có thiếu, không cách nào lại chấp trưởng thiên đạo. Kể từ đó, tại hắn chấp trưởng thiên đạo cuối cùng trong một đoạn thời gian, có thể sẽ có cử động điên cuồng. Mà, trường sinh giả, là có khả năng nhất tiếp nhận hắn trở thành tân thiên đạo tồn tại, nhất định sẽ bị hắn nhầm vào. Gần đây bên trong, trường sinh giả cùng kiếp tiên cấp tồn tại, phần lớn chọn tị thế. Cô vừa mới phục sinh, thật vất vả muốn ăn thu xếp tốt, mới ăn vào một nửa, lại phát sinh loại sự tình này. Bắc phương đại đế thở dài. Tiền bối, ta có thể cho người đóng gói. Mặc dù hương vị có thể sẽ kém chút, người có thể chờ một lát một lát sao. Biệt tuyết tiên cơ thanh âm truyền tới. Bắc phương đại đế nghe vậy, lãnh khốc trên mặt lập tức hiển hiện ấm áp tiếu dung, thật có thể đóng gói sao. Một lát, không có vấn đề. Cái kia xin tiền bối chờ một lát một lát, biệt tuyết tiên cơ đạo. Tống thư hàng thì nhớ tới lý âm trúc, cái kia bắc phương tiền bối, băng phách đan làm sao bây giờ. Yên tâm đi, cô đến lúc đó đem cái kia chỉ độn rùa mang tới cho ngươi, hắn có thể dẫn ngươi đi lấy băng phách đan cuối cùng một vị dược tài, sau đó luyện chế vị này đan dược. Bất quá dẫn nó tới trước, cô muốn đem cảnh giới của nó phong ấn một chút, miễn cho hắn cũng nhận dung chuyển tác động đến. Bắc phương đại đế trả lời. Nói cách khác, cái kia vọng thiên xanh ngọc đại hải quy, cũng là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Nghe được đại đế có sắp xếp phía sau tống thư hàng trong lòng nhất an, tạ ơn tiền bối. Này lúc, thông nương thiên kiếp rốt cục hạ xuống. Nhị tấn tam thiên kiếp, uy lực so với tiểu thải thiên kiếp khẳng định phải yếu rất nhiều chỉ cần không giống tống thư hàng như thế suy, gặp gỡ thứ 11 đợt thiên kiếp, cái kia thông nương dựa vào, ôm đầu ngồi sổm phòng bí pháp, vượt qua thiên kiếp nên không có vấn đề. Oanh! Thiên kiếp rơi xuống. Nhìn qua trước mắt thiên kiếp, tống thư hàng một trận trầm mặc. Đồng dạng trầm mặc còn có bên trên bắc phương đại đế, bạch tiền bối, tô thị A thập lục cùng thi. Không phải thiên kiếp quá mạnh, cũng không phải thiên kiếp hiện đại hóa. Mà là trước mắt xuất hiện thiên kiếp, rất yếu mảnh chỉ có to bằng ngón tay kiếp lôi rơi vào thông nương trên thân sau đó điện quang tại thông nương phòng ngự thượng nổ tung đây chính là đợt thứ nhất thiên kiếp tiếp theo là đợt thứ hai thiên kiếp hai đạo kiếp lôi rơi xuống đồng dạng mảnh lòng chua sót đợt thứ ba thiên kiếp ba đạo kiếp lôi hạ xuống vẫn là như vậy nhỏ bé lòng vòng như vậy mãi cho đến thứ bảy đợt lại nói tiếp xong trên bầu trời kiếp vân bắt đầu tiêu tán cái thiên kiếp này, lười biếng đến cực điểm, phảng phất như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Loại uy lực này thiên kiếp, thông nương căn bản không cần bí pháp phòng ngự, coi như nằm giống cá ướp muối đồng dạng, từ đầu bị đánh đến đuôi cũng sẽ không có vấn đề. Mấy cái ý tứ, Tống thư hàng trừng to mắt. Xích Tiêu Kiếm, chẳng lẽ cái này hành yêu thật sự là tồn tại đặc thù. Nàng thật sự sẽ trở thành một gốc hành nữ đế, trấn áp thiên cổ, chứng đạo trở thành thiên đạo. Bắc Phương đại đế, cô Hoài Nghi, thiên kiếp có phải hay không là nhận lấy vừa rồi ảnh hưởng. Có lẽ, là thiên đạo tiến vào đếm ngược trạng thái, cho nên đưa tới thiên kiếp dị biến. Bạch Tiền Bối nhìn qua Thông Nương, đánh giá một lát, Hành Yêu cũng tiến vào, tâm ma kiếp trạng thái. Tâm ma kiếp, nhưng là Thông Nương là nhị tấn tam thiên kiếp, không có tâm ma kiếp a. Tống thư hàng vô ý thức hỏi. Nhị phẩm không có tâm ma kiếp, đây là thường thức a. Nhưng là nàng đã tiến vào tâm ma kiếp bạch tiền bối đạo mọi người đều trầm mặc xuống xem ra thật cùng thiên đạo rời trước đếm ngược có quan hệ lúc này phía dưới thông nương ngã sắp trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy không cần đừng như vậy đau quá a a a tha cho ta đi thư hàng ta không được tốt hỏng bét lời kịch tống thư hàng tô thị a thập lục thi bắc phương đại đế cùng nhau quay đầu nhìn chăm chú về phía tống thư hàng liền bạch tiền bối cũng là nhếch miệng lên, trêu gẹo nhìn về phía hắn. Tống thư hàng xoa cầm, bình tĩnh nói, lòng của nàng ma kiếp, chẳng lẽ là bị ta bóp hành ngọn. Biệt tuyết, là biệt tuyết ma nữ, không nên tới gần ta a a a, hành xào thịt dê, bánh rán hành, gừng hành xào cua, bánh bao thịt hành, hành thái cá quế. Thông nương trong miệng bắt đầu báo lên thật dài tự điển món ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều cùng hành có quan hệ, Tống Thư Hàng, ta đã có thể đoán được lòng của nàng ma nội dung. Tô Thị A thập lục bọn người yên lặng gật đầu. Lại là tâm ma kiếp, đưa nàng mang vào, cùng tiểu thải an trí đến cùng một chỗ đi. Có thể hay không vượt qua tâm ma kiếp, liền nhìn các nàng ý chí của mình. Tô Thị A thập lục đạo. Nếu như tâm ma kiếp không độ qua được, hội thân tử đạo tiêu A. Thì có chút lo lắng nói. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, nếu quả thật đến cuối cùng trước mắt, trong tay của ta còn có một chiêu tất sát kỹ tại đối phó tâm ma có nhất định hiệu quả có thể hiệp trợ đối kháng tâm ma ra sao bí pháp bắc phương đại đế hiếu kỳ nói tô thị a thập lục thư hàng ngươi nói là tạo hóa pháp phương tiếng ca sao nàng cũng nhìn qua linh điệp tôn giả phát tại cửu châu nhất hào quần bên trong ngày đó văn chương. văn chương bên trong liền đề cập tới tạo hóa pháp phương tiếng ca khả năng có phá tâm ma kiếp công hiệu Tống thư hàng nhẹ gật đầu cho nên một chiêu này muốn dùng cẩn thận. Hắn có thể trực tiếp gọi điện thoại mời tạo hóa tiền bối hát vang một khúc, hiệu quả khẳng định rất tốt. Sau đó, Thư Hàng lại cùng Bắc Phương Đại Đế giải thích hạ, tạo hóa Pháp Phương tiếng cao uy lực. Bắc Phương Đại Đế từ đầu tới đuôi bảo trì mặt không biểu tình, nhưng hắn nội tâm là thế nào nghĩ, liền không người biết được. Cùng thông nương tình huống tương tự, Chư Thiên vạn giới bên trong, Tại Thiên đạo tiến vào đếm ngược về sau một khắc này cũng không ít người đang độ kiếp. Mà thiên kiếp của bọn hắn toàn bộ biến nhỏ bé suy yếu, nhiệm vụ thức bổ mấy đợt, về sau, tất cả độ kiếp người đều bị ném tới tâm ma kiếp bên trong. Trong đó, liền bao gồm Cửu Châu nhất hào quần, Dược sư. Dược sư lúc đầu chuẩn bị tại nghiên cứu xong thiên kiếp đạn hạt nhân, phía sau liền chuẩn bị độ kiếp. Nhưng là Giang Tử Yên cảm giác chuẩn bị còn đầy đủ, tại là tại Giang Tử Yên dưới sự yêu cầu dược sư lại mấy lần sửa chữa qua bản thân độ kiếp trận, cũng làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Một mực kéo tới vừa rồi, dược sư mới bắt đầu độ kiếp. Trong dự tính cường đại thiên kiếp căn bản không có dáng lâm, dược sư cùng Giang Tử Yên chuẩn bị thật lâu đại trận căn bản vô dụng bên trên. Dược sư đứng đấy ngay cả động cũng không cần động, bị thật nhỏ thiên kiếp 333 bổ mấy đợt phía sau liền tiến vào đến tâm ma kiếp trạng thái. Hôm nay, tâm ma tốt bận biểu, Tại biệt viết tiên cơ đem, bát phẩm cá voi thánh yến, cho đại đế đóng gói thời điểm, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới, khôi lỗi muội tử. Tại là, hắn đem con rối hình người lấy ra, để cho nàng cùng đại đế gặp mặt. Khôi lỗi trên mặt còn mang theo cái kia giữ tận ác quỷ diện mục, cặp mắt của nàng bên trong tản ra màu da cam quang yêu dị quang mang. Ngươi là ai? Khôi lỗi muội tử dẫn đầu lên tiếng hỏi, ánh mắt của nàng một mực nhìn chầm chầm đại đế. Tống Thư Hàng giới thiệu nói, vị này chính là Bắc Phương Đại Đế Tiền Bối, hắn có một vị hậu bối là ôm đầu ngồi xổm phòng bí pháp, người sáng tạo. Cho nên, ta đang nhớ người cùng Đại Đế ở giữa có phải hay không quen biết. Không, hắn không phải Bắc Phương Tiền Bối. Khôi lỗi muội tử kiên định nói, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Đại Đế, người không phải Bắc Phương Tiền Bối, người là ai? Bắc Phương Đại Đế khe khẽ thở dài, hắn vươn tay ra, chọn tại khôi lỗi muội tử cái cầm chỗ. Đưa nàng mặt nạ đẩy lên lên Đại đế không có đem mặt nạ hoàn toàn đẩy lên, chỉ là đẩy lên gần một nửa, lộ ra nàng hạ hé mở khuôn mặt nhỏ, tinh xảo lỗ mũi và cái miệng nhỏ nhắn. "Cô chính là, là Bắc Phương." Đại đế ôn nhu nói, hắn dùng viễn cổ văn báo ra tên của mình hoặc là đạo hiệu. Dù sao Tống thư hàng nghe không hiểu mấy cái này từ ý tứ. Nhưng là hiển nhiên, vị này khôi lỗi muội tử đối ứng chủ nhân, chính là đại đế trước đó nói vị kia, hậu bối không thể nghi ngờ. Không người không phải. khôi lỗi muội tử chân thành nói. người là ai? tại sao phải giả mạo bắc phương tiền bối? tống thư hàng, người không nên bị hắn lừa gạt. hắn là cái tên giả mạo. tống thư hàng nhìn về phía bắc phương đại đế. nhìn đại đế biểu lộ, trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình. đại đế nhẹ nhàng sờ lên khôi lỗi muội tử đầu. cô hiện tại trạng thái cùng trước kia là có chút khác biệt. người không nhận ra cô cũng bình thường. nhưng là cô vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vĩnh Viễn không biết. Tống thư hàng trong lòng hơi động, tựa hồ Bắc Phương Đại Đế lợi dụng, chết, Từ Viễn Cổ Thiên Đình bên trong thoát thân, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Cái kia Long Vương Điện, Thủy Tổ Kim Long, vì thoát thân, có thể hay không cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Bản thể của ngươi có khỏe không? Đại Đế Ôn Nhu hỏi. Ngươi muốn đối phó bản thể của ta sao? Ta sẽ không nói cho ngươi. Khôi lỗi muội tử màu da cam con mắt liên tục lấp lóe. Bắc phương đại đế khóe miệng lộ ra cười khổ. Thư hàng tiểu hữu tại cô tỷ thế trong khoảng thời gian này, mời ngươi giúp cô chiếu cố thật tốt nàng. Hết thảy, chờ đến lúc đó cô tỷ thế sau khi kết thúc, sẽ liên lạc lại. Bắc phương đại đế thở dài, đối tống thư hàng đạo. Ừm, tống thư hàng nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn nhớ tới một sự kiện Bắc phương đại đế cùng, tống đầu gỗ quan hệ tựa hồ cũng không tệ. Đúng rồi, đại đế, Người có biết không, thú thần bộ, truyền thừa sự. Tống Thư Hàng hỏi. chương 1194, cái này tâm ma kiếp có vấn đề. Người không phải đã được đến, thú thần bộ, truyền thừa sao? Bắc Phương Đại Đế nhìn qua Tống Thư Hàng, hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng trả lời, ta được đến truyền thừa, là viễn cổ thiên đình thời đại về sau, hiện thế thành lập tam thập tam thú thần tông, truyền thừa. Bất quá cái này truyền thừa đến bây giờ, đã có bộ phận thiếu thốn, hắn tốt nhất có thể nhanh lên tìm tới thú thần tông ám bộ truyền thừa, sau đó tại tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới trước, đem bản mệnh pháp khí cho luyện chế ra tới. Nếu quả như thật không cách nào tìm tới thú thần bộ hoàn chỉnh truyền thừa, vậy hắn cũng chỉ có luyện chế cái khác thích hợp bản mệnh pháp khí. Mặt khác, thú thần bộ ám trung truyền thừa, có thể hay không thật cùng toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà có quan hệ. Có lẽ, Bắc Phương Đại Đế có thể giải đáp hắn nghi hoặc liên quan tới thú thần bộ truyền thừa sự tình cô cũng là tại thiên đình thời đại kết thúc về sau gặp gỡ tống đầu gỗ tên kia nghe hắn nhắc qua vài câu bắc phương đại đế suy tư nói lần kia tống đầu gỗ cùng cô nói chuyện phiếm lúc nhắc qua thú thần bộ sự hắn nói hắn đem thú thần bộ truyền thừa thành công chuyển di chia làm một sáng một tối ám trung truyền thừa hắn không có nói cho bất luận kẻ nào chỉ cùng cô nói ám trung truyền thừa giấu ở một cái ai cũng không có khả năng nghĩ tới địa phương coi như người khác nhìn thấy ám bộ truyền thừa, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng thú thần bộ liên hệ với. Nói lên việc này, đại đế trong lòng cũng có chút ngạnh ngạnh. Tống đầu gỗ tại viễn cổ thiên đình bị hủy diệt trước, tựa hồ liền ẩn ẩn biết thiên đình muốn vong sự. Cho nên mới âm thầm ra tay đem thú thần bộ chuyển di. Nhưng là, hắn nhưng không có đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, bao quát đại đế ở bên trong. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lại, tống đầu gỗ cái này ra hỏa, Tổng là thần thần bí bí, đã từng còn cùng người học qua quái toán, có lẽ thật sự là hắn quái toán đến cái gì. Coi như người khác nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng thú thần bộ liên hệ với địa phương. Tống thư hàng trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ngẫm lại toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà đi, bất kể là ai, cho dù là Tam thập tam thú thần tông, đệ tử tới, nhìn thấy cái này kỳ hoa yêu quái liên minh, cũng chắc chắn sẽ không đem hắn cùng mình tông môn liên hệ với a. Xem ra, chờ ban đêm trời tối người yên về sau, ta phải lặng lẽ đi tu luyện một chuyến cái kia bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Nói không chừng, thật có thể từ đó đào móc ra Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cùng luyện khí chi pháp truyền thừa tới. Tống thư hàng trong lòng hạ quyết tâm. Đồng thời, hắn lại hỏi, "Tiền bối, còn có cái khác manh mối sao?" Bắc Phương đại đế lắc đầu, không có, liên quan tới thú thần bộ truyền thừa sự, cô hiểu rõ cũng không nhiều. Cái kia Bắc phương tiền bối, thú thần bộ bản mệnh pháp khí, có phải hay không đem 33 loại xứng đôi pháp khí lắp ráp trở thành một thể? Tống Thư Hàng tiếp tục dò hỏi. Bắc phương đại đế đánh giá Tống Thư Hàng, hỏi, người muốn đi đường này? Tống Thư Hàng, thật có thể tổ hợp. Có thể, nhưng là, tổ hợp tam thập tam thú pháp khí cũng không phải lắp ráp xếp gỗ, quá trình rất khó khăn. Tổ hợp pháp khí cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền không cách nào lại làm lại. Mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tổ hợp pháp khí chẳng khác gì là 33 kiện bản mệnh pháp khí. Người cần đầu nhập tài nguyên vượt quá tưởng tượng, đồng thời, cái này tổ hợp pháp khí cùng cái khác tổ hợp bản mệnh thần binh khác biệt. Người cần tại ngũ phẩm trước, đưa chúng nó toàn bộ chế tạo xong, cũng tăng thêm tổ hợp. Một khi qua ngũ phẩm cảnh giới, người coi như lại gom góp 33 loại pháp khí nhưng cũng không còn tổ hợp bọn họ cơ hội liền xem như năm đó viễn cổ thiên đình thời đại vật tư cực kỳ phong phú thú thần bộ bên trong cũng chỉ có hai vị đại sư tại ngũ phẩm trước đem pháp khí này tổ hợp thành công bắc phương đại đế đạo nói tóm lại cái này tổ hợp bản mệnh pháp khí là chân chính thổ hào cộng khí vận cực tốt tu sĩ mới có thể chơi lên đồ vật tài nguyên cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được tống thư hàng ta nghĩ thử một chút nếu thật không được chỉ ít tìm được trước cự kinh, nhất hệ xứng đôi pháp khí, đem hắn luyện chế ra tới đi. Tam thập tam thú thần tông bên trong, cự kinh nhất hệ xứng đôi bản mệnh pháp khí luyện chế pháp, vừa vặn bị mất. Cố gắng, cô coi trọng ngươi, Bắc phương đại đế vỗ vỗ tống thư hàng bả vai. Lấy tống thư hàng tiểu hữu cái này bất hạnh khí vận, muốn luyện chế 33 loại pháp khí, đại đế cảm giác treo. Khôi lỗi muội tử từ đầu tới đuôi nhìn chầm chầm Bắc phương đại đế, nhưng lại không nói một lời cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì một lát sau biệt tuyết tiên cơ đem bát phẩm cá voi thánh yến đóng gói chứa vào một cái hộp cơm lớn giao cho đại đế tạ ơn biệt tuyết tiên tử bắc phương đại đế cảm thán nói đầu năm nay muốn ăn điểm đồ tốt cũng không dễ dàng a à. bắc phương tiền bối quá khách khí biệt tuyết tiên cơ đối đại đế thi lễ một cái tiền bối chúng ta sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại Bắc phương đại đế đối chúng nhân nói, mặt khác, thư hàng tiểu hữu Đêm nay, ta liền đem cái kia đần rùa đưa đến người cái này, đến lúc đó chú ý tiếp thu. Thành, tống thư hàng đảo. Mặt khác, tại cái này sắp, biến thiên, thời điểm, sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quái dị. Chư thiên vạn giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo có thể sẽ bị mở ra. Nếu có thông đạo mở ra ở địa cầu, thư hàng tiểu hữu người chú ý an toàn, không nên tùy tiện tiến vào những thông đạo này. Bắc phương đại đế dặn dò. Hiện thế là cái rất đặc thù địa phương, nơi này hiện thế chỉ không chỉ có là địa cầu, bao quát toàn bộ vũ trụ. Tại cái này hỗn loạn thời kỳ bên trong, như chư thiên vạn giới cùng hiện thế ở giữa thông đạo bị mở ra, hiện thế liền sẽ phát sinh rất nhiều quái dị sự tình. Khi đó, chính là một cái chân chính loạn thế. Ta đã biết, ta hội chú ý an toàn, tống thư hàng đảo, bắc phương đại đế rời đi khôi lỗi muội tử cũng trở về đến tống thư hàng vòng tay không gian. Thông nương cùng tiểu thải song song nằm, các nàng còn hãm sâu tại tâm ma kiếp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tống thư hàng mấy người khẩu vị. Biệt tuyết tiên cơ, bát phẩm cá voi thánh yến, bắt đầu như nước chảy mang thức ăn lên, một đạo tiếp một đạo thịt cá voi tiên chân để cho người ta ăn không ngậm miệng được. Không có cách, bởi vì tiểu thải khi độ kiếp ở giữa quá lâu, từng đạo từng đạo thịt cá voi tiên chân làm nóng quá lâu vì để tránh cho hương vị biến dị biệt tuyết tiên cơ chỉ có tăng thêm tốc độ thật nhanh mang thức ăn lên kể từ đó nàng trước đó dự định tốt muốn thừa dịp mang thức ăn lên thời khắc cho bạch đút đồ ăn kế hoạch lại ngâm nước nóng sau đó biệt tuyết tiên cơ khóc choáng tại phòng bếp thịt cá voi phần món ăn mang tới năng lượng vô cùng to lớn vì phòng ngừa tống thư hàng thì cùng Tô thị A thập lục xuất hiện cảnh giới tiêu thăng, không cách nào tự điều khiển tình huống, tại biệt viết tiên cơ theo đề nghị, Bạch Tiền bối xuất thủ cho mấy người thể nội lưu lại một cái cỡ nhỏ trận pháp, ngoại trừ công đức xà mỹ nhân. Trận pháp này thuộc về nửa phong ấn trận pháp, có thể đem dùng ăn cá voi thánh yến, năng lượng tạm thời giam cầm lại. Sau đó, Tống thư hàng bọn người có thể thông qua khống chế trận pháp này, đến chủ động phóng thích cá voi thánh yến, năng lượng cùng hiệu quả Chẳng khác gì là một cái bồn nước, tạm thời đem năng lượng chứa vào trong đó. Cần bao nhiêu, liền thông qua mở đầu phóng thích bao nhiêu. Trận pháp này, hàng năm, thực tiên yến, thượng đều sẽ phát huy được tác dụng. Thực tiên bữa tiệc, cuối cùng sẽ có đại môn phái hoặc là tu chân thế giới sẽ để cho đệ tử trẻ tuổi đến đây hưởng dụng thực tiên yến. Mà những đệ tử này, ăn, thực tiên yến, thời điểm, liền cần trận pháp này phụ trợ. A à, Thập Lục đã từng liền tiếp thụ qua trận pháp này bất quá đương sơ là tô thị a thất cho nàng thi triển bát phẩm cá voi thánh yến sau khi kết thúc biệt tuyết tiên cơ đề nghị đám người lựa chọn tại động phủ của nàng vượt qua một đêm tốt tiêu hóa cá voi thánh yến thu hoạch sau khi ăn xong vừa vận đánh cái ngồi tu luyện một phen hiệu quả tốt nhất mà còn chờ sáng sớm ngày mai tiên cơ còn có thể cho mọi người làm điểm thanh đạm bữa sáng trợ giúp tiêu hóa biệt tuyết tiên cơ đề nghị rất có đạo lý Đám người không có đạo lý cự tuyệt. Tống thư Hàng bị Tiên Cơ một mình an bài vào một cái phòng, hắn bên phải trong phòng là Độ Tâm Ma kiếp tiểu thải cùng Thông Nương, lại bên cạnh là Thi, tiếp theo là Tô thị A thập lục, bên phải nhất là Bạch Tiền Bối. Tống thư Hàng quan sát xong tiểu thải cùng Thông Nương trạng thái phía sau khẽ thở dài một cái, trở lại gian phòng của mình. Hai người tâm ma cướp còn cần một chút thời gian. Về sau, thư Hàng nghĩ đến một sự kiện, hắn đổ bộ Cửu Châu nhất hào quần. Bá đao tống nhất, toàn bộ thành viên, các tiền bối, xin chú ý một chút, gần nhất thiên kiếp phát sinh chút biến hóa. Thiên kiếp không cách nào lại thông qua cưỡng ép đánh tan kiếp vân đến đỉnh chỉ, coi như đem kiếp vân đánh tan, thiên kiếp vẫn như cú hội ngưng tụ mới kiếp vân, duy trì thiên kiếp. Bắc Hà Tán Nhân, nguồn tin tức xác định sao? Bá đao tống nhất, vừa rồi đệ tử của ta tiểu thải cùng thông nương tuần tự độ kiếp, tiểu thải thiên kiếp chính là như vậy, bạch tiền bối xuất thủ phong ấn cùng đánh tan qua kiếp vân, nhưng thiên kiếp cũng không có đình chỉ vân du tăng thông huyền nhíu mày biểu lộ cổ hồ quan chân quân cười khổ đây thật là cái tin tức xấu ta xem bên trong vừa vặn có đệ tử sắp độ kiếp dược sư dược sư vừa rồi cũng độ kiếp rồi hắn thiên kiếp có chút cổ quái thiên kiếp biến rất yếu nhưng độ xong kiếp phía sau liền tiến vào đến tâm ma kiếp trạng thái cái tin tức này là giang tử yên phát muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá ta bên này cũng thế vừa rồi thủ hạ ta có một vị hải yêu độ kiếp, nhưng nàng thiên kiếp biến rất yếu, căn bản không cần chống cự. Nhưng kiếp sau, lại tiến vào tâm ma kiếp trạng thái. Điền thiên đảo chủ, ta có một đạo hiếu đạo lữ vừa phát tới tin tức, nói vị kia đạo hiếu tại khi độ kiếp cũng là như thế, thiên kiếp biến yếu, nhưng kiếp sau lập tức tiến vào tâm ma kiếp trạng thái. Tống thư hàng, các người đều là dạng này, ta bên này hành yêu khi độ kiếp cũng là như thế, tiểu thải độ xong kiếp phía sau thông nương thiên kiếp thì biến rất suy yếu kiếp sau nàng liền tiến vào đến tâm ma trạng thái nàng tại độ kiếp thời điểm đúng lúc là thiên cái kia xảy ra vấn đề thời điểm mà lại thông nương độ chính là nhị tấn tam thiên kiếp ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện tâm ma kiếp mới đúng dược sư dược sư khi độ kiếp cũng là thiên xảy ra vấn đề về sau muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá giống như trên Tống Thư Hàng lập tức có loại dự cảm không ổn. bắc Hà Tán Nhân, cái này đợt tâm ma kiếp, khẳng định có vấn đề. Trễ chút thời gian, các người nhìn nhìn lại, độ tâm ma kiếp đệ tử có hay không tỉnh táo lại. Lệ chi tiên tử, đây thật là sắp thay người lãnh đạo rồi, Hoàng Sơn chân Quân, người chừng nào thì độ kiếp. Nếu không trước chậm rãi, Hoàng Sơn chân Quân nhưng không có lập tức trả lời. Hoàng Sơn sẽ không đã bắt đầu độ kiếp rồi ha. Lệ chi tiên tử trong lòng bất an đạo. Đêm đã khuya, Tống Thư Hàng đi căn phòng cách vách nhìn một chút, thông nương cùng tiểu thải vẫn là không có tỉnh lại. Chờ một chút nhìn, ngày mai nếu như còn không tỉnh lại, liền phải nghĩ biện pháp. Tống Thư Hàng ám đạo. Cuối cùng, thừa dịp đêm dài người biểu, Tống Thư Hàng thận trọng rời đi biệt tuyết tiên cơ động phủ. Hắn muốn đi thử một chút luyện một chuyến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. chương 1195, liên quan tới lão quy canh 100 loại cách làm. Ta làm sao đem hạch tâm thế giới quên mất, lại thế nào trời tối người yên địa phương, cũng không bằng ta hạch tâm thế giới ẩn nấp." Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần đi vào hạch tâm thế giới, liền không có người có thể thăm dò đến hắn, nơi đó là địa bàn của hắn, là thích hợp nhất tu luyện cái này kỳ hoa bí pháp địa phương. Đang lúc Thư Hàng chuẩn bị tiến vào bản thân hạch tâm thế giới, đi tu luyện yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự lúc, hắn ngẩng đầu một cái, thấy được trong bầu trời đêm cái kia vòng minh nguyệt đều nói 15 mặt trăng thập lục tròn, trung thu đã qua, nhưng hôm nay mặt trăng nhìn qua tựa hồ ngược lại lộ vẻ càng tròn. Bóng đêm như thơ như họa, rất là mỹ lệ, dạng này ánh trăng, tại hạch tâm thế giới bên trong nhưng không cách nào thưởng thức được. Có lẽ ta không nên bỏ lỡ dạng này bóng đêm, nếu không, hãy tìm cái trời tối người yên địa phương, một bên tu luyện một bên thưởng thức ánh trăng. Tống Thư Hàng đột nhiên phun lên như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là, trong đầu hắn lặng yên muốn một lần yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, nghĩ đến cái kia, đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp, nam yêu như thế nào đọ sức lấy nữ chủ nhân niềm vui, đá rơi xuống nữ chủ nhân đạo nữ thành công thượng vị 72 pháp phía sau lập tức đẩy ngã ý nghĩ này. Loại này kỳ hoa bí tịch vẫn là tại hạch tâm thế giới bên trong tu luyện tương đối thỏa đáng. Bởi vì tại hiện thế bên trong tu luyện, vạn nhất bị người nhìn thấy, vậy hắn cũng không cần làm người. Cuối cùng, Tống Thư Hàng vẫn là quyết định đến hạch tâm thế giới bên trong đi tiến hành tu luyện. Khi tiến vào hạch tâm thế giới trước, hắn lại một lần nữa ngắm nhìn trên trời minh nguyệt. Luôn cảm giác hôm nay ánh trăng đặc biệt đẹp, mà lại nguyệt quang bên trong tựa hồ mang theo một loại không nói ra được năng lượng, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Hạch tâm thế giới Tống Thư Hàng đi tới hạch tâm thế giới trung ương nhất, hoạt tuyển bên cạnh. Hít sâu, hắn tận lực vứt bỏ bản thân tất cả lòng xấu hổ, ta đây là muốn nghiên cứu bí pháp, cho nên coi như lại thế nào xấu hổ động tác, ta cũng phải hoàn thành. Mà lại, nơi này không có người khác có thể nhìn thấy. Nơi này là thế giới của ta, Tống Thư Hàng ám đạo. Sau đó, ấn lấy từ nhập mộng thông nương nhân sinh lúc học tập đến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, hắn bắt đầu từng cái tu luyện. 200 cái bản sự, cũng không phải là 200 chiêu đơn giản như vậy. Có một ít bản kỹ năng có rất nhiều chi nhánh, Tỷ như chỉ là hướng nhân loại tu sĩ đầu hàng thì có hơn 500 loại phương pháp, đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Cái thứ nhất kỹ năng là thần thánh ăn cắp thuật, thật làm cho người nhìn không được đậu đen rau muống, ăn cắp thuật còn thần thánh cái giam A. Tống thư hàng đạo, lời tuy như thế, hắn vẫn là án lấy kỹ năng giới thiệu quá trình, đâu ra đấy bắt đầu luyện tập một chiêu này, thần thánh ăn cắp thuật. Một chiêu này, kỳ thật rất mạnh rất cho lực, năm đó thông nương liền nhất phẩm cảnh giới đều không có dựa vào một chiêu này, liền có thể từ cửu đăng ni cô trên người trộm được một quyển công pháp bí tịch. Tống Thư Hàng tinh tế thể nghiệm đến một chiêu này lúc, phát hiện một chiêu này bên trong ẩn chứa một số vô cùng ghê gớm xuất thủ kỹ xảo. Những này xuất thủ kỹ xảo nếu như dùng tại công kích, có thể để đao pháp của hắn ra chiêu tốc độ tăng lên một đoạn. Tống Thư Hàng, cái này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự bên trong, quả thật ẩn giấu đi huyền bí. Như vậy, cái khác chiêu thức bên trong phải chăng cũng đồng dạng ẩn giấu đi một số khiếu môn. Không đúng, ta cần không phải những này khiếu môn, ta cần chính là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hoàn chỉnh truyền thừa A. Tống thư hàng lắc đầu. Sau đó, chiêu tiếp theo, thần thánh ăn cắp thuật về sau, là đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Trong đó nhất có khí thế một chiêu, thuộc về, mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức chính là Tống Thư Hàng vừa cùng thông nương lúc gặp mặt, thông nương thi triển một chiêu kia. Toàn bộ thân thể cần nhảy lên thật cao, sau đó đầu dạp xuống đất quỳ xuống theo kỹ năng giới thiệu, vọt càng cao, thành ý càng lớn. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút run rẩy, hắn bắt đầu thôi miên bản thân, ta đây là nghiên cứu công pháp, ta đây là vì khoa học hiến thân, không đúng, nói sai, ta đây là vì tu chân hiến thân. Dù sao không ai trông thấy. Tại là, Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao, lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện nhảy lên chính là hai mươi mấy mét độ cao. Sau đó thân thể của hắn, oanh, một tiếng rơi xuống đất. Lúc này còn cần phối hợp một câu rất xấu hổ lời kịch trong bí tịch đặc biệt nhắc nhở qua, câu này lời kịch nhất định phải niệm đi ra, không niệm đi ra kỹ năng này đem không có chút ý nghĩa nào. Tống Thư Hàng kiên trì, cắn răng nói, thượng tiên, xin tha tiểu yêu. Tiểu yêu vừa rồi đều là tại cùng ngài đùa giỡn, tiểu yêu đầu hàng á. Tại niệm xong câu này lời kịch thời điểm, Tống Thư Hàng cảm giác mình cả người đều biến không quan trọng đi lên lòng xấu hổ loại vật này, đã tới cực hạn nhất định sau liền sẽ vỡ nát. Khi đó, nhân loại liền sẽ biến chết lặng, lại thế nào xấu hổ sự tình cũng không quan trọng. Cái này tâm tính lại gọi là từ bỏ trị liệu. Dù sao ta đã rất xấu hổ, lại xấu hổ điểm cũng không quan trọng. Dù sao hai tay của ta đã rất ô uế, lại bẩn điểm cũng không quan hệ. 500 cái đầu hàng pháp phong phú đa dạng. Ngoại trừ, mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức, bên ngoài, còn có nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng thức xin lỗi lúc lộ ra cái bụng là thường thức. Xin lỗi lúc liền hướng nhân loại tu sĩ lộ ra bản thân đáng yêu bụng nhỏ, biểu thị bản thân là vô hại, phối hợp thêm manh manh biểu lộ, có thể gây nên nhân loại tu sĩ lòng chắc ẩn. Nhưng Tống Thư Hàng luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Xin lỗi lúc thường thức cũng không phải là lộ ra cái bụng đi dù sao tổng kết tới nói một chiêu này chính là nằm trên mặt đất đánh cái lăn sau đó hướng nhân loại tu sĩ lộ ra cái bụng bán manh bí pháp thượng còn nhắc nhở nếu như là đáng yêu hệ yêu tu tỷ như chó con mèo con gấu trúc loại hình bán manh mà sống giống loài tốt nhất là hiện ra nguyên hình phối hợp bí pháp sử dụng hiệu quả càng tốt tống thư hàng cho tới bây giờ không nghĩ tới thật đơn giản đầu hàng cũng ẩn giấu đi nhiều như vậy huyền bí cùng học vấn đáng sợ Càng đáng sợ chính là, cùng loại loại này đem người bước đến xấu hổ cực hạn xin lỗi Pháp, còn có 498 loại. Nếu như bộ công pháp kia thật sự là tống đầu gỗ, sáng tạo, vậy hắn nhất định là biến thái. Thật vất vả đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp tu luyện hoàn thành. Tống thư hàng lau mặt, trong thời gian ngắn nội tâm của hắn xấu hổ độ đã phá chân, lại không biết xấu hổ là vật gì. Đồng thời, hắn lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Tại hắn tu luyện những bí pháp này quá trình bên trong, cũng không có gây nên tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cộng minh. Rõ ràng tại phụ thân tiểu thải thân thể thời điểm, hai loại công pháp hội sinh ra mãnh liệt cộng minh cảm giác. Là tu luyện của ta phương thức không đúng, thành ý không đủ, lại hoặc là muốn đem 200 cái bản sự toàn bộ học xong mới có thể sinh ra phản ứng hóa học. Tống thư hàng ám đạo, hắn lại vuốt vuốt mặt mình, giữ vững tinh thần, một hơi đem 200 cái bản sự tu luyện hoàn thành. Dựa vào Tống thư hàng tứ phẩm cấp tu sĩ, đang tăng nhanh tốc độ toàn tâm toàn ý trạng thái tu luyện dưới, 200 cái bản sự rất nhanh bị hắn toàn bộ tu luyện hoàn thành. Thời gian đã là 2019 năm ngày 15 tháng 9 dạng sáng 2 điểm. Đã là mới một ngày bắt đầu rồi a. À. Tống thư hàng nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, đồi phế nằm trên mặt đất. 200 cái bản sự hắn từ đầu tới đuôi tu luyện một chuyến. Nhưng là, trong tưởng tượng cái kia, thú thần bộ, ám trung truyền thừa, nhưng không có hiển hiện. Thậm chí ngay cả hai loại công pháp ở giữa cộng minh, đều không có sinh ra. Thí nghiệm thất bại. Ta đoán sai sao, Tống Thư Hàng suy yếu vô lực nói, xem ra, là ta mong muốn đơn phương. Có lẽ cái này toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà chính là cái thuần túy đùa bức yêu tu tổ chức, cái kia bí pháp cũng chỉ là đùa ép bí pháp cùng thú thần bộ không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại, hắn duy nhất may mắn chính là, luyện tập bộ này bí pháp thời điểm, là trong hạch tâm thế giới. Không ai nhìn thấy hắn tu luyện cái này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự quá trình. Nếu không, hắn sẽ xem xét giết người diệt khẩu. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, coi như là ta nửa đêm ngủ không được đi ra vận động một chuyến đi. Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Hạch Tâm Thế Giới bên trong cách đến, xuất hiện tại biệt tuyết tiên cơ ngoài động phủ. Ra Hạch Tâm Thế Giới phía sau hắn ngẩng đầu một cái lại thấy được trên bầu trời cái kia vòng minh nguyệt. Uể oải nguyệt quang rơi ở trên người hắn. Nhìn qua mỹ lệ bóng đêm, Tống thư hàng cảm giác mình thể xác tinh thần đều hứng chịu tới an ủi. Sớm biết còn không bằng đem thời gian dùng tại ngắm trăng bên trên. Trong lòng của hắn ám đạo. Hắn thở dài một hơi, ngước nhìn trăng tròn, chạy không tâm linh. Thật lâu, Tống thư hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Muốn hay không tại chăng tròn hạ thử tu luyện một chuyến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự thử một chút. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, chiếm cứ trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Chăng tròn tựa hồ mang theo kỳ dị dị lực. Đối với yêu tu tới nói, nguyệt quang bên trong ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Tại dưới ánh trăng tu luyện, nhưng để bọn chúng lúc tu luyện làm ít công to. Tống thư hàng nhớ tới điểm này. Lúc trước Ngư Kiều Kiều cùng với hắn một chỗ lúc, liền thường xuyên ban đêm chạy đến phòng của hắn, một bên phơi nguyệt quang, một bên cọ ngộ đạo thạch hiệu quả, tăng lên tu luyện hiệu quả. Mà cái kia bộ kỳ hoa công pháp là vì yêu tu chế tạo riêng, có lẽ tại dưới ánh trăng tu luyện bộ này bí tịch mới có thể cho thấy nó đặc thù công hiệu đến. Ý nghĩ này có chút cùng loại tu sĩ trực giác. Lại phảng phất là có người đề tỉnh hắn. Nếu không thử một chút thừa dịp bóng đêm còn sâu tìm một chỗ không người lặng lẽ thử một chút cẩn thận một chút liền sẽ không bị người phát hiện tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng dù sao hôm nay đã tại hạch tâm thế giới luyện qua một lần luyện một lần là luyện luyện hai lần cũng là luyện luyện nhiều một lần cũng không sao quyết định phía sau tống thư hàng tế lên bảo đao phách toái hướng nơi xa bay đi một mực bay ra khoảng cách rất xa hắn tìm được một cái yên tĩnh không người ở rừng cây Tinh thần lực của hắn tản ra, xác định phương viên không có bóng người phía sau âm thầm nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hắn lại đem vô hình đao cổ tế ra, để nó tại bốn phía tuần tra. Thừa dịp trăng tròn giữa trời, tăng thêm tốc độ tu luyện một chuyến. Tống thư Hàng nói khẽ. Sau đó hắn bắt đầu từ chiêu thứ nhất, thần thánh ăn cấp thuật bắt đầu. Sau đó là mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức. Thân hình của hắn nhảy lên thật cao ầm vang rơi xuống đất, thượng tiên, xin tha tiểu yêu. Tiểu yêu vừa rồi đều là tại cùng ngài đùa giỡn, tiểu yêu đầu hàng á. Đúng lúc này, một đạo không gian chi môn ở trước mặt hắn mở ra. Một đầu đại hải quy vừa vặn từ đó leo ra. chương 1196, bí tịch nguyên bản quả nhiên đều là tống đầu gỗ nồi. Xanh ngọc đại hải quy tuân theo triệu hoán mà đến. Bắc phương đại đế rời đi thời điểm nói qua, hắn lại ở buổi tối đem đại hải quy phái tới, trợ giúp Tống Thư Hàng lục soát băng phách đan cuối cùng một loại dược liệu, cũng trợ giúp hắn luyện chế băng phách đan. Mà bây giờ, xanh ngọc đại hải quy vượt qua không gian, khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí ngàn dặm xa xôi chạy đến. Chỉ là hắn chạy tới thời cơ có chút không đúng. Đại quy đi ra lúc, vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng từ trên trời giáng xuống, đọc lên xấu hổ lời kịch bộ dáng. Xanh ngọc đại hải quy, phọng thiên, tống tiểu hữu người đây là làm cái gì sự đấy tống thư hàng tốt xấu hổ diệt khẩu a lúc này hắn cần quả quyết sát rùa diệt khẩu như vậy vấn đề tới nếu như sát rùa diệt khẩu đối tượng thực lực viễn siêu bản thân muốn làm sao vọng thiên quy thực lực ấn bắc phương đại đế lộ ra chỉ sợ đã đạt đến cửu phẩm tả hữu cảnh giới thọ nguyên đã lâu là từ viễn cổ thiên đình thời đại một mực sống đến bây giờ lão quy bất quá xong Bắc phương đại đế trước khi rời đi nói qua, vì để tránh cho vọng thiên quy bị cuốn vào, biến thiên, trước hỗn loạn, đại đế xuất thủ phòng ấn cái này đại quy cảnh giới. Cho nên nói, Tống Thư Hàng hai mắt một mực nhìn chầm chầm đại quy. Lão quy canh muốn làm thế nào mới có thể mỹ vị? Biệt tuyết tiên cơ động phủ ngay tại cách đó không xa, tiên cơ nhất định có một trăm loại xử lý lão quy biện pháp A. Tống Tiểu Hữu ta từ cặp mắt của ngươi trông được đến nồng đậm đến tan không ra tả ác. Ngươi đừng có lại nhìn ta, nhìn ta trên lưng run rẩy. Lại nhìn, ta liền chạy a. À. Vọng Thiên Quy kẻ tại không gian thông đạo bên trong, lên tiếng nói. Kỳ thật, ta đang suy nghĩ một việc, Tống thư hàng đạo. Đại Hải Quy, cái gì sự? Ta đang suy nghĩ một loại cực tốt nguyên liệu nấu ăn, muốn làm sao chế tác mới có thể dinh dưỡng phong phú. Cách đó không xa chính là Biệt Tuyết Tiên Cơ động phủ, nàng là đỉnh tiêm tiên chủ, nàng nhất định biết nên xử lý như thế nào. Tống Thư Hàng chân thành nói: "Đại Hải Quy, Vọng Thiên, Tống Tiểu Hữu ngươi nói nguyên liệu nấu ăn không phải là ta đi. Ta biết Tống Tiểu Hữu sẽ không như thế tàn nhẫn, ngươi là tên giả mạo a." Khục, Tống Thư Hàng bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, phủi phủi quần áo, kỳ thật quy tiền bối, nói ra ngươi khả năng không tin, trên thực tế, ta mới vừa rồi là tại tu luyện một loại bí pháp. Ta tin tưởng, Vọng Thiên Quy chân thành nói. "Tống Thư Hàng, không tin cũng rất bình thường." dù sao như thế kỷ hoa bí pháp rất khó tìm đến. Hả, tiền bối ngươi tin tưởng. Đương nhiên tin tưởng, mà lại ta còn biết, ngươi vừa rồi một chiêu kia hẳn là đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp chi, mãnh liệt hư rơi xuống đất đầu hàng thức đi. Xanh ngọc đại hải quy đắc y nói. Ngọa thảo, tống thư hàng một mặt mộng bức, sau đó hắn nhanh chóng hỏi, quy tiền bối, hẳn là ngươi cũng là, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, thành viên, mới không phải, ngốc như vậy yêu quái liên minh, ta làm sao lại gia nhập. Xanh ngọc đại hải quy cười ha ha. Tống thư hàng, cái kia đùa bức yêu quái liên minh bị cái này đại quy rất khinh bỉ. Đặc biệt là trong liên minh bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, quá đậu bức mà lại xấu hổ độ phá trần. Lão quy ta chỉ là nhìn lấy người khác tu luyện bí pháp này, cũng cảm giác xấu hổ muốn đem đầu lùi về mai rùa. Trên thực tế, chịu tu luyện bí pháp này đều là cực phẩm xanh ngọc đại hải quy tiếp tục cười nói, đồng thời nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, lại tiếp tục cười to. Tống Thư Hàng, bị một đầu lão quy rất khinh bỉ, hơn nữa còn có loại IQ bị áp chế ảo giác. Trở lại chuyện chính, Tống Tiểu hữu ngươi là thuần nhân loại đi. Ta ở trên thân thể ngươi cũng không có phát hiện yêu loại huyết thống, cho nên ngươi tại sao phải tu luyện cái kia bộ lại ngốc vừa thẹn hổ thẹn bí tịch. Đại Hải Quy hiếu kỳ hỏi. Hắn hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không bị ai lắc lư rồi. Vấn đề này, ta có thể không trả lời sao?" Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tâm thật mệt mỏi. "Đại Hải Quy, ha ha, dù sao khẳng định là bị ai lắc lư đi. Nhưng là, ta cảm thấy lấy Tống Tiểu Hữu IQ, ngươi nên khi nhìn đến bộ công pháp kia kỳ hoa thời điểm, trước tiên đánh giá ra nó bản chất, cự tuyệt tu luyện mới đúng." Một lời khó nói hết, Tống Thư Hàng thở dài. Lúc trước từ nhập mộng thông nương ký ức phía sau hiểu rõ đến bộ này bí tịch lúc hắn cũng là trước tiên cự tuyệt tu luyện bí tịch. Nhưng không nghĩ tới về sau một vòng tiếp một vòng sáo lộ xuống tới, hắn vậy mà nghiêm túc bắt đầu học tập bộ này kỳ hoa bí tịch. Thán xong, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một vấn đề, lại nói, đã quy tiền bối ngươi không có gia nhập cái này yêu tu tổ chức, ngươi lại là từ nơi nào biết cái tổ chức này danh tự cùng bí pháp. Yêu tình ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự bộ này bí tịch thế nhưng là bị yêu tu tổ chức xem như là chấn phái tuyệt học, Nhập môn yêu tinh nhóm cũng phải thông qua khảo hạch trở thành thành viên chính thức phía sau mới có thể học được bộ này bí pháp. Đại Quy đã không có gia nhập cái này liên minh, lại thế nào biết cụ thể bí tịch. Đại Hải Quy cười nói, là Tống Đầu gỗ nguyên nhân. Viễn Cổ Thiên Đình phá diệt phía sau Tống Đầu gỗ cái này đào mệnh nhanh nhất ra hỏa quả nhiên may mắn sống tiếp được. Sau đó có một ngày, hắn bị Viễn Cổ Thiên Đình, Bạch Cốt kiếm tiên áp lấy đến ta nơi này mời ta gia nhập cái kia đùa ép toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà tổ chức. Giống như cái tổ chức này chính là bạch cốt tiên tử khai sáng. Tống đầu gỗ trước kia hố qua nàng, năm đó bạch cốt tiên tử nhân tiền hiển thánh thời điểm, tống đầu gỗ đem một thiên trùy tu giảng pháp bán cho nàng, tức giận đến nàng đầy thiên đình truy sát tống đầu gỗ. Về sau thiên đình không có, bạch cốt tiên tử liền kéo mấy vị lão hiếu, sáng lập cái này yêu tu liên minh. Sau đó một ngày nào đó, khắp nơi đi lung tung tống đầu gỗ không khéo bị nàng bắt lấy. Nàng liền áp lấy tống đầu gỗ, ép buộc hắn cho nàng tìm 100 thành viên gia nhập liên minh, làm năm đó nhận lỗi. Về sau tống đầu gỗ liền mang theo nàng tìm tới nơi này, ý đồ kéo ta nhập bọn. Nhưng lão quy ta hạng gì khôn khéo, như thế nào lại gia nhập cái này nghe xong liền rất ngu ngốc liên minh. Tại là ta không chút do dự cự tuyệt, nhưng là tống đầu gỗ trước khi đi nhất định phải đem này môn phái cái gọi là chấn phái bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự giao cho ta. Bây giờ trở về nhớ tới, năm đó không có bị tống đầu gỗ lắc lư đến cái này liên minh, ta thật sự là quá đặc mã cơ chí. Tống Thư Hàng Cái tổ chức này không phải tống đầu gỗ sáng lập. Sai lầm rồi sao? Quả nhiên từ đầu tới đuôi phỏng đoán của hắn toàn bộ sai lầm. Chờ đã, liên minh không phải tống đầu gỗ sáng lập, nhưng bí tịch nói không chừng là hắn biên soạn. Quy tiền bối, vậy ngươi biết bộ này bí tịch là sao? Là vì kia bạch cốt tiên tử, hoặc là tống đầu gỗ, tống thư hàng hỏi. Cái này ta còn thực sự không hỏi qua, bất quá. Có thể lấy ra loại này tên kỳ cục, ngoại trừ tống đầu gỗ bên ngoài, ta cũng nghĩ không ra những người khác. Chỉ ít bộ này bí tịch danh tự, khẳng định là tống đầu gỗ nồi. Có lẽ bộ này bí tịch tống đầu gỗ cũng tham gia biên soạn, bởi vì bên trong có rất nhiều nội dung, đều có nồng đậm tống đầu gỗ phong cách. Lão Quy suy tư nói. Tống Thư Hàng lại hỏi, cái kia quy tiền bối, năm đó tống đầu gỗ cố gắng nhét cho người quyển kia, bí tịch, vẫn còn chứ? Người còn chưa hề tuyệt vọng, Lão Quy cười ha hả nói. Trên thực tế, ta hoài nghi tống đầu gỗ tại bộ này nhìn như kỳ hoa trong bí tịch ẩn giấu đi một bộ truyền thừa. Tống Thư Hàng chân thành nói. Xanh Ngọc Đại Hải Quy trầm mặc một lát, sau đó hắn cười lên ha hả, cười đáp nước mắt đều đi ra, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tống Thư Hàng Ai, nếu là bạch tiền bối cười điểm có cái này đại quy thấp như vậy thật là tốt bao nhiêu. Xanh Ngọc Đại Hải Quy thật vất vả ngưng cười, sau đó hắn nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi là nghiêm túc. Khương, bởi vì ta trong tay có một ít manh mối, những đầu mối này đều ẩn ẩn chỉ hướng bộ này kỳ hoa bí tịch. Tống Thư Hàng đạo Xanh Ngọc Đại Hải Quy, tốt à bí tịch ngay tại ta cái này, người muốn ta có thể cho người mượn nghiên cứu. Bất quá, làm giao dịch, nếu như người từ đó nghiên cứu ra thứ gì, muốn đem kết quả nói cho ta biết. Ta cũng rất tò mò, tống đầu gỗ cái này ra hỏa có phải thật vậy hay không ở trong đó ẩn giấu đi đồ vật. Không có vấn đề, tống thư hàng gật đầu nói. Xanh ngọc đại hải quy leo ra không gian thông đạo, sau đó hắn đưa tay đâm vào hư không, móc ra một bản cổ pháp bí tịch, đưa cho tống thư hàng rất dày một bản bí tịch. Nó hình dạng cùng tống thư hàng tại nhập mộng thông nương nhân sinh lúc, cái kia, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, truyền công trưởng lão, lấy ra dạy bảo thông nương bí pháp lúc thư tịch giống như đúc. Hai bản bí tịch tựa như là cùng một cái trong khuôn khắc họa đi ra. Tống thư hàng tiếp được quyển bí tịch này, đem hắn lật ra. Cùng trong trí nhớ đồng dạng, trên đó ghi chép yêu quái sống sót 200 cái bản sự, chi tiết không bỏ sót đúng rồi nếu như ngươi thật sự muốn nghiên cứu bộ này bí tịch, có lẽ ta có thể đề điểm đề nghị. Xanh Ngọc Đại Hải quy đạo. Tống Thư Hàng, quy tiền bối mời nói. Kỳ thật, thân là một cái thuần nhân loại, người coi như chiếu vào bí tịch này luyện cái 10 năm cũng không có gì hiệu quả. Bí tịch này bên trong có rất nhiều nội dung, chỉ có yêu tu mới có thể tu luyện ra hiệu quả. tỷ như trong đó cái kia, xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực dụ hoặc, nhưng thật ra là một cái bao hàm, mị hoặc thuật, pháp môn, cần dùng yêu lực đến thôi động. Người không có yêu lực, thuộc về chơi đùa lung tung. Xanh ngọc đại hải quy híp mắt cười nói. Tống thư hàng, ngọa thảo. Đại quy lời này, lập tức liền đề tỉnh hắn. Hắn phụ thân tiểu thải trên người lúc, là dùng tiểu thải thân thể vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sau đó tự nhiên cùng cái này kỳ hoa bí tịch sinh ra cộng minh. Tiểu thải là yêu. Có lẽ, đây chính là chìa khóa. Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên. Người nghĩ ra cái gì không? Xanh Ngọc Đại Hải quy hỏi. Đúng vậy a, à, có lẽ ta nghĩ tới rồi mấu chốt, nhưng còn cần thử một lần. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, một cái nửa ngủ nửa tỉnh thanh âm truyền đến, nửa đêm canh ba, chứng sự. Diệt Phượng Tiền Bối, người bây giờ ở đâu? Ta nghĩ mượn người CPU dùng một lát. Tống Thư Hàng đảo. Nửa đêm đánh thức ta liền việc này, cho ta mượt mà lăn đến chân trời góc biển đi." Lần sau gặp mặt lúc lại nói. Diệt Phượng công tử cắn răng nói: "Ta cái này có tiểu ngư kiền, bát phẩm huyền thánh cấp tiểu ngư kiền. Mặc dù là cá voi, nếu không?" Tống thư Hàng ha ha cười nói: "Diệt Phượng công tử, meo meo meo. Lúc nào gặp mặt không?" Tống thư Hàng hỏi. "Sau khi trời sáng, ta đi tìm ngươi, ngươi ở đâu?" Diệt Phượng công tử đạo: chương 1197, lương tâm của ngươi sẽ không đau không. Tống Thư Hàng đem chính mình tọa độ báo cho Diệt Phượng Công Tử, sau đó hài lòng kết thúc trò chuyện, giải quyết. Tại miêu yêu thế giới bên trong, không có chuyện gì là một đầu cá khô nhỏ không giải quyết được, nếu có. Khẳng định là cá khô nhỏ số lượng hoặc là khối lượng không đủ. Xanh Ngọc Đại Hải Quy, mượn CPU là cái gì? Cái này mấy ngàn năm hắn một mực đang Bắc Phương Đại Đế phục sinh trận bên cạnh đi ngủ, đối với ngoại giới nhanh chóng biến hóa kiến thức giải không nhiều. Tỉnh lại phía sau hắn mặc dù bù lại rất nhiều tri thức, bất quá những kiến thức này một lát còn không cách nào tiêu hóa. Đó là diệt phượng tiền bối một cái năng lực thiên phú, tại hắn thi triển cái bí pháp này thời điểm, có thể để cho ta mượn dùng trong đầu của hắn cũng chính là CPU, đến thôi diễn một số công pháp và bí thuật. Ta đã từng có mấy bộ công pháp và đao pháp đều là mượn diệt phượng tiền bối cái thiên phú này, suy tính đến đại thành cảnh giới. Còn nữa, Diệt phượng tiền bối là yêu tộc, nếu như ta mượn hắn CPU tiến hành tu luyện, nói không chừng có thể nghiên cứu ra yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự bên trong ẩn tàng huyền bí. Tống Thư Hàng trả lời. Mặt khác, tiểu thải cái kia đem hắn kéo qua đi phụ thân trạng thái, không biết là ngẫu nhiên vẫn là một loại nào đó bí kỹ. Nếu như là bí kỹ, mượn dùng tiểu thải thân thể tu luyện yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, có lẽ cũng có thể nghiên cứu ra chút manh mối tới bất quá vừa đến, tiểu thải còn tại tâm ma kiếp trạng thái, không có tỉnh lại. Thứ hai, tiểu thải công năng quá yếu, sao có thể sánh được mượn diệt phượng tiền bối CPU dễ dùng. Vọng thiên, thuận tiện như vậy năng lực, vị này diệt phượng đạo hữu là cái hình người hack đi. Bị người mở cái chủng loại kia, xanh ngọc đại hải quy đạo. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng là cho là như vậy. Ha ha ha, đại hải quy đột nhiên nở nụ cười, ta cũng không phải cái gì anh hùng, ta chỉ là một đầu con rùa. Cho nên, người nhất định phải sở kiến lược đồng, chỉ có thể nói là con rùa sở kiến lược đồng. Tống Thư Hàng, con rùa trái trứng trứng. Đúng rồi, Tống Tiểu Hữu ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm cuối cùng một vị dược tài. Xanh Ngọc Đại Hải quy đạo. Tống Thư Hàng, càng nhanh càng tốt đi, quy tiền bối người luyện chế, băng phách đan, cần bao lâu thời gian. Băng phách đan luyện chế cũng không phiền phức, nhiều nhất một ngày một đêm liền có thể luyện chế thành công. Mà lại nghe đại đế nói, con gái của ngươi vị trí là một chỗ thời gian bí cảnh, bí cảnh bên trong một ngày chẳng khác nào là hiện thế 12 ngày. Kể từ đó, về thời gian coi như sung túc, đại hải quy đảo. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng đại định, cái kia cuối cùng một vị dược tài ở nơi nào. Là gần là xa, gần lời nói, chúng ta không bằng hiện tại liền đi đem hắn mang tới, xa lời nói liền chờ sau khi trời sáng xuất phát. Cuối cùng, Lý Âm Trúc không phải nữ nhi của ta được không? Cái này hiểu lầm là làm sao sinh ra a à? quy tiền bối ngươi xem ta tuổi tác, cảm giác giống như là cái có nữ nhi người sao. Đại Hải Quy nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một chút giống, xem người bộ dáng, chỉ ít cũng có 40-50 tuổi tuổi tác. Mặc dù tu chân giả phần lớn sinh muộn, nhưng ở độ tuổi này có cái nữ nhi cũng rất bình thường. Tống Thư Hàng, ta cứ như vậy trông có vẻ già sao. Quy tiền bối, tại cái này ra câu nói này thời điểm, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Coi như lại thế nào trông có vẻ già, ta xem ra nhiều nhất 30 được không? Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Không biết a à, không chỉ có sẽ không đau nhức hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng, đắc ý đích, cực sướng đấy. Lão Hải rùa nhanh chóng đáp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, cùng quy tiền bối, bắt đầu giao lưu, tâm thật mệt mỏi. Nếu không, một hồi nhìn thấy biệt tuyết tiền bối phía sau cho nàng nói một chút ngày mai muốn uống canh rùa cái gì. Mà lại đang hỏi ta lương tâm có đau hay không trước đó, người nên muốn trước sở sở lương tâm của mình. Dùng cá khô nhỏ lừa gạt ngươi cái vị kia diệt phượng tiền bối tới, mượn hắn CPU thi triển yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự loại này xấu hổ độ phá trần bí pháp, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Không biết a à, công bằng giao dịch, tại sao phải đau nhức? Tống Thư Hàng trả lời quy tiền bối. Ta đều nhắc nhở đến loại trình độ này, tống tiểu hữu ngươi vẫn còn không có lĩnh ngộ. Tiếp tục như vậy nữa, người hội mất đi vị này gọi, diệt phượng công tử tiền bối. Thôi, chờ sau khi trời sáng, hắn an vị nhìn tống thư hàng cùng diệt phượng công tử hữu nghị thuyền nhỏ lật thuyền. Đến lúc đó, trang diện hẳn là rất thú vị mới đúng. Quy tiền bối tự sau khi tỉnh dậy, bù lại rất nhiều năm đó thời đại kiến thức mới. Nhưng hiển nhiên, Hắn chú ý điểm có chút lệch ra, các loại loạn thất bát tao lưu hành ngữ học xong không ít, mà những cái kia kiến thức hữu dụng lại chỉ là bị cứng nhắc nhớ kỹ, không có đi lý giải. Tống thư hàng mang theo xanh ngọc đại hải quy, về tới biệt viết tiên cơ động phủ. Hôm qua mọi người tại biệt viết tiên cơ động phủ ở lại phía sau tiên cơ cho đám người một khối lệnh bài, để mọi người có thể tự do xuất nhập tại trong động phủ. Trở về phía sau Tống thư hàng đi trước căn phòng cách vách nhìn một chút thông nương cùng tiểu thải cả hai còn tại tâm ma trong trạng thái không cách nào tự kiềm chế tiểu thải thân thể tại run lẩy bẩy thể nội năng lượng nhiễu loạn thông nương ngược lại bình tĩnh trở lại không còn nghĩ linh tinh lẩm bẩm trạng thái nhìn qua cũng khá rất nhiều xem ra thông nương ngược lại muốn sớm một bước vượt qua tâm ma kiếp rồi tống thư hàng ám đạo ngẫm lại cũng thế thông nương mấy trăm năm hành sinh kỳ thật rất đơn giản cũng không có kinh lịch quá mức kinh dị sự tình đối với nàng mà nói lớn nhất ác mộng cũng chỉ là hành ngọn bị bóp, bị biệt tuyết tiên cơ chặt làm đồ ăn loại hình. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian giảm sóc, vượt qua tâm ma kiếp cũng không phải là vấn đề. Tâm tư người đơn thuần hoặc yêu, tại độ tâm ma kiếp thời điểm là có ưu thế. Vô dục tắc cương, ngược lại là tiểu thải, trải qua, tình thương, nàng yêu yêu loại không thể nhất yêu đối tượng, bắt yêu nhân, lại thêm nàng trước đó từng có thọ nguyên gần kinh lịch. Vẹn vẹn hai điểm này, liền có thể để cho nàng tâm ma kiếp nạn độ tăng lên gấp đôi trở lên. Hy vọng các ngươi hai cái nhanh lên độ kiếp thành công đi. Tống Thư Hàng nói khẽ. Trở lại gian phòng của mình, Tống Thư Hàng ngồi dựa vào trên giường, trong tay lật ra quyển kia thật dày yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Quy tiền bối, người mới vừa rồi còn không nói cuối cùng một vị dược tài ở chỗ nào. Tống Thư Hàng hỏi. Cuối cùng một vị dược tài là Phật thủ quả, rất phổ thông một loại dược liệu, Bình thường Phật môn tông phái đều có loại thực, chúng ta tùy tiện tìm một cái tu chân chợ liền có thể mua được, không cần lo lắng. Đại Hải Quy trả lời. Tống Thư Hàng hỏi, Quy tiền bối, người nói, rất phổ thông, là chỉ viễn cổ thời đại đâu, vẫn là chỉ cái niên đại này. đương Kim Niên đại cùng viễn cổ thời đại khác biệt, viễn cổ thời đại linh khí sung túc, khắp nơi là linh dược. Hiện đại thì ở vào linh lực triều tịch thung lũng thời kỳ, tại hạ một đợt linh lực triều tịch tiến đến trước đó số lượng linh dược rất thưa thớt. Yên tâm đi, ta hỏi qua, cũng không thưa thớt, rất phổ biến. Quy tiền bối trả lời. Tống thư hàng nghe vậy, lập tức an tâm rất nhiều. Bóng đêm càng sâu, tống thư hàng lật qua lại bí tịch trong tay, xem xét tỉ mỉ phía trên ghi lại mỗi một cái bí pháp. Suy tư một lát sau, tống thư hàng cắn răng một cái. Hắn đưa tay hái đi trên tay mình bao tay, đưa tay đặt tại bí tịch bên trên, thôi động xem xét bí pháp chỉ ít xác định một chút, quyển bí tịch này có phải hay không tống đầu gỗ viết, bên trong là không phải cất dấu tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bí mật. Xem xét bí pháp thôi động, tống thư hàng trên cổ tay xuất hiện mấy chục đạo vết thương, máu tươi dâng trào. Uy, người thế nào? Quy tiền bối trừng to mắt đạo. Không có việc gì, chảy chảy liền sẽ thói quen. Tống thư hàng thuận miệng đáp, đồng thời thôi động cổ đồng giới chỉ thượng chỉ rũ thuật. Cái này được từ Lý Thiên Tố đạo trưởng, chiếc nhẫn, trên đó chỉ rũ thuật chỉ có nhị phẩm cấp bậc, đối với hiện tại tống thư hàng mà nói chỉ có thể chữa trị vết thương da thịt, dừng cái máu. Phù văn màu vàng từ tống thư hàng trong mắt rơi xuống bí tịch bên trên, lại hóa thành nghịch chuyển đồng hồ. Khi phù văn trở về phía sau một chuỗi tin tức hiển hiện tống thư hàng não hải. Yêu tình ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, chính là viễn cổ thiên đình người sống sót, tất 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 tất, sáng lập yêu tu liên minh, Toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, truyền thừa bí tịch. Biên soạn người vì tổ chức người sáng lập, tất 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 cùng, tống tất tất tất, một bản vô cùng hoang đường bí tịch, nhưng trong đó tựa hồ ẩn giấu đi tống tất 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 tư nhân bí mật nhỏ. Đoạn này xem xét trong tin tức, Bạch Cốt kiếm tiên, tin tức bị che giấu, nói cách khác cái này kỳ hoa tổ chức người sáng lập Bạch Cốt tiên tử còn còn sống lấy, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Mặt khác, tống tất tất tất, chỉ là tống đầu gỗ đúng không? Lần này xem xét bí pháp, liền tống đầu gỗ tin tức đều chỉ có thể xem xét một cái, họ đi ra. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, tống đầu gỗ cũng còn nhảy nhót tưng bừng, còn còn sống ở thế giới một chỗ. Còn chưa đủ, thâm nhập hơn nữa xem xét một điểm tin tức đi ra. Tỷ như, như thế nào đem tống đầu gỗ giấu ở trong bí tịch tư nhân bí mật nhỏ cho khai quật ra. Xem xét bí pháp tiếp tục thôi động. Xin chú ý tu chân công dân tư ẩn quyền bởi vì phía dưới nội dung dính đến tống tất tất tất, người tư ẩn, cho nên không giúp đỡ mở ra, kính thỉnh thông cảm. Tống thư hàng, hắn ngẩng đầu vọng thiên, thật sâu thở dài. Ta có một trăm vạn bé đáng yêu thảo nê mã, muốn viễn trình chuyển phát nhanh tặng cho ngươi, xin ngươi nhất định phải tiếp thu. Lại nói về diễm, tựa hồ hắn xem xét bí pháp, là tống đầu gỗ, lưu tại sở các chủ bích thủy các bên trong. Cho nên nói, dùng tống đầu gỗ lưu lại bí pháp, đi xem xét tống đầu gỗ người tư ẩn sẽ xuất hiện, quyền hạn không đủ kết quả. Thật sự là tất đậu, a à, không được, Hoàng Sơn Trân Quân nói qua, đậu đậu không thể tất. Thật sự là tất ai tốt đâu. Bất kể là ai, dù sao thật sự là tất, ai cũng đi. Sau khi trời sáng tống thư hàng tiểu hiếu, vẫn như cũ sẽ rất bận biểu. chương 1198, ủy khuất quả Phật thủ. Tống thư hàng cái này mất ngủ. Kỳ thật, từ khi tấn thăng tứ phẩm cảnh giới phía sau mà hắn cần giấc ngủ thời gian đã rất ít, mấy tháng không ngủ cũng sẽ không có vấn đề. Nhiều nhất mắt quầng thâm nồng một điểm, giống lúc trước dược sư như thế. Giấc ngủ đối với hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là một chủng tập quán. Mà lại, đang ngủ thời điểm, hắn đều đang yên lặng vận chuyển, chân ngã minh tưởng pháp, không uổng phí hết thời gian. Nhưng một đêm này, ánh mắt hắn khép lại bên trên, đầy trong đầu đều là yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự các loại xấu hổ tư thế, còn có chính hắn tu luyện cái này kỳ hoa bí kỹ lúc bộ dáng. Đi chết đi chết đi chết a à. Tống Thư Hàng vuốt vuốt khuôn mặt. Vì cái gì loại này xấu hổ ký ức ấn tượng sẽ như vậy khắc sâu. Ngủ không được, hắn đành phải yên lặng tu luyện, chân ngã minh tưởng Pháp, cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mãi cho đến hừng đông. Bên ngoài sắc trời vừa mới hiện sáng, hắn liền từ trên giường bò lên. Tống Thư Hàng lấy ra giấy cùng, phong thiện bút, bắt đầu mới một ngày tu luyện. Đầu tiên là viết một thiên chính khí thối thân thiên tu luyện, nho ra kim cương thân. Bộ này nho ra kim cương thân một mực có thể dùng đến bát cửu phẩm cảnh giới, dù sao cũng là nho ra thánh nhân thân sáng tạo bí pháp. Sau đó là các loại đao pháp, thân pháp. Tiếp theo là bạch tiền bối dậy bảo qua hắn mấy loại tiểu pháp thuật. Nói đến, ta pháp thuật nắm giữ còn quá ít, mặc dù đã tứ phẩm cảnh giới, nhưng ta liền cơ bản bày trận đều không học được. Uổng công ta cái này tứ phẩm cảnh giới, tống thư hàng ám đạo. Xem ra, tương lai một đoạn thời gian muốn bao nhiêu tại Cửu Châu nhất hào quần, bên trong nổi lên, nhìn xem vị tiền bối nào có tuyên bố nhiệm vụ, ban thưởng pháp thuật thiên. Lại hoặc là đi đánh quái thám hiểm, thu thập một số pháp thuật tới luyện một chút, tương lai cũng tốt truyền thụ cho đệ tử của mình, quyết đấu với người ta cũng càng có lựa chọn. Một chuyến tu luyện sau khi kết thúc, Tống Thư Hàng nhìn về phía Đại Quy, Quy Tiền Bối, buổi sáng, tỉnh. Đại Quy không nhúc nhích, đang ngủ say. Được rồi, một hồi lại để hắn rời giường đi. Đi trước nhìn xem tiểu thải cùng thông nương khôi phục không có. Tống Thư Hàng mở cửa phòng, đúng lúc, Biệt Tuyết Tiên Cơ dẫn theo một thùng nước, rất xa tới. Rời giường, Biệt Tuyết Tiên Cơ đạo, tâm tình của nàng nhìn không tệ. Tiên Cơ sáng sớm tốt lành, Tống Thư Hàng trả lời. Hừm. Người trước nghỉ một lát, ta cho các ngươi làm điểm thanh đạm điểm bữa sáng. Ân, cái này bỗng nhiên bữa sáng miễn phí. Lần sau ngươi nếu có tốt nguyên liệu nấu ăn, tỷ như lần trước chân cá xấu a, cái này về cá voi thân a loại hình, ta nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Biệt viết tiên cơ con mắt đều cười thành nguyệt nha. Ngày hôm qua, bát phẩm cá voi thánh yến phía sau tài nấu nướng của nàng lại nâng cao một bước, thông qua phản hồi, cảnh giới của nàng cũng tăng lên một đoạn. Đang khi nói chuyện, tiên cơ cái mũi đáng yêu có rúm, hít hà, ta ngửi thấy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn hương vị, thư hàng tiểu hữu ngươi lại tìm đến đồ tốt rồi. Tống thư hàng, tiên cơ nói, không phải là quy tiền bối A, à. mặc dù hôm qua hắn có sát rùa diệt khẩu đem hắn làm thành canh rùa xúc động, nhưng này cũng chỉ là kích động nhất thời. Tiên cơ ngươi ngửi được chính là rùa loại hương vị sao? Tống thư hàng hỏi, hẳn là, trực giác nói cho ta biết đây là rất bổ đồ vật. Biệt Tuyết Tiên cờ buông xuống thùng nước, nói: "Là rùa loại nguyên liệu nấu ăn à, muốn ta giúp ngươi xử lý không? Ta cho ngươi biết, xử lý rùa loại cùng con ba ba loại ta rất am hiểu. Chỉ là đại bổ canh loại, ta liền nắm giữ lấy 108 loại thủ pháp. Nước dùng, nồng canh, thuốc thang, suy nghĩ gì cách làm đều được, cam đoan mỹ vị. Mà lại, ta còn có thủ pháp đặc biệt, có thể đem thịt rùa cắt mảnh phối hợp chút ít nguyên liệu nấu ăn chế thành mềm bánh mì." loại thủ pháp này có thể đem thịt rùa hoàn mỹ dung nhập bánh mì bên trong. Tốt nhất về thực tiên yến ta liền làm qua một lần, cái kia đạo đồ ăn thế nhưng là thực tiên yến điểm sáng. Lại hương vừa mềm, cảm giác càng là hoàn mỹ, có nhai kinh, sau đó còn có vô số đại tiền bối hướng ta đính chế. Biệt tuyết tiên cơ nói tống thư hàng đầy miệng nước bọt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự có đem quy tiền bối bán cho biệt tuyết tiên cơ xúc động. Khục, biệt tuyết tiền bối, nhưng đáng tiếc lần này không phải nguyên liệu nấu ăn. Là bác phương tiền bối yêu sủng, đến đây trợ giúp ta luyện chế một mực đan dược. Tống thư hàng tiếc nuối nói. Biệt tuyết tiên cơ nghe được là bác phương đại đế yêu sủng phía sau nháy nháy mắt, đáng tiếc. Đúng vậy a à, Tống thư hàng đồng ý nói. Ta đi trước cho các ngươi làm điểm tâm, biệt tuyết tiên cơ một lần nữa nhấc lên thùng nước. Tống thư hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi biệt tuyết tiên tử, người biết quả Phật thủ, loại vật này sao? biết, đây là Phật môn đều sẽ bồi dưỡng một loại dược liệu đi. Bất quá thứ này không phải nguyên liệu nấu ăn, cảm giác cũng không dễ, ta không có cân nhắc đem hắn nhập đồ ăn. Biệt tuyết tiên cơ đạo, chuyên nghiệp tiên trù, vô luận nói về cái gì, đều không thể rời bỏ cảm giác vấn đề. Tống thư hàng, cái kia tiên cơ biết phụ cận chỗ nào có thể mua được loại dược liệu này sao? Ta nhớ được sát phách thị thì có một chỗ tu chân phiên chợ ở vào một chỗ hồ lớn dưới đáy không gian, một hồi ta đem tọa độ cho ngươi nơi đó hẳn là có thể mua được quả phật thủ biệt tuyết tiên cơ đáp tống thư hàng tạ ơn tiền bối mặt khác quả phật thủ giá cả ước chừng phải bao nhiêu linh thạch trên người hắn từ bạch tiền bối cái kia mượn một không gian pháp khí linh thạch toàn bộ bị cái gì đều có thể bán lấy đi đổi cái kia đỉnh bình thiên quan cho nên hiện ở trên người hắn chỉ còn lại có một số vụn vặt linh thạch nếu như quả phật thủ quá đắt hắn vẫn phải trước từ bạch tiền bối cái kia lại mượn ít tiền nhớ kỹ sẽ không rất đắt ngũ phẩm linh thạch liền có thể giải quyết biệt tuyết tiên cơ đáp tống thư hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra ngũ phẩm linh thạch trên người hắn vẫn phải có trời vừa sáng hắn đi trước căn phòng cách vách nhìn xuống thông nương cùng tiểu thải thông nương khí tức trên thân càng thêm vững vàng xem ra nàng vượt qua tâm ma kiếp không có vấn đề lúc nào cũng có thể tỉnh lại tấn thăng tam phẩm Bên trên tiểu thải trạng thái càng ngày càng hỏng bét, khí tức hỗn loạn. Nếu không, hiện tại cho tiểu thải thả một đoạn, tạo hóa pháp vương, tiếng ca thử một chút. Tống thư hàng nói khẽ: "Chờ một chút đi, nàng hiện tại ở vào tâm ma kiếp thời điểm then chốt. Nếu như có thể vượt qua, đối nàng mà nói là kiên định đạo tâm cơ hội." Lúc này, bạch tiền bối thanh âm vang lên: "Ta có chút bận tâm nàng, tiểu thải ý chí cũng không tính kiên định." Tống thư hàng đạo: Bạch Tiền Bối nói: "Yên tâm đi, phân thân của ta hội một mực chiếu khán các nàng. Nếu như tiểu thải trạng thái thật sự đến nguy hiểm cấp độ, ta liền thử một chút cho nàng phát ra tạo hóa đạo hữu ca khúc, hoặc là trực tiếp đem tạo hóa đạo hữu mang đến." Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Nói cách khác, cùng hắn trao đổi là bạch tiền bối phân thân. "Bạch Tiền Bối bản thể của ngươi còn tại nghỉ ngơi sao?" Tống Thư Hàng hỏi. "Bản thể đang tu luyện bên trong, chậm một chút sẽ ra ngoài ăn điểm tâm." Bạch tiền bối đáp. Cái kia tiểu thải cùng thông nương liền phiền phức bạch tiền bối, ta một hồi có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, đi tìm cái tu chân chợ mua chút dược liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Mua cái gì? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng, một loại gọi, quả Phật thủ, đồ vật, bạch tiền bối người có cất giữ sao? Loại vật này không thể ăn, cảm giác rất tồi tệ, đẳng cấp cũng thấp, cho nên ta không thu gom hắn. Bạch tiền bối phân thân trả lời tống thư hàng dù sao hắn là dược liệu thuốc đắng giã tật không thể ăn cũng bình thường đáng thương quả phật thủ một cái buổi sáng liền bị rất khinh bỉ hai lần nguyên nhân đều là bởi vì không ăn ăn cùng cảm giác hỏng bét quả phật thủ ta chỉ là một loại dược liệu a là thuốc a không phải đồ ăn vặt a nói lên ăn ngươi chuyển hóa bao nhiêu thông huyền đao ý hạt sen bạch tiền bối phân thân hỏi tống thư hàng đưa tay từ vòng tay không gian bên trong móc ra một cái hộp nhỏ, gần nhất chuyển hóa không nhiều, chung góp nhặt 200 mai tả hữu. Vậy ta trước nhận lấy A, cố gắng, bạch tiền bối phân thân thu hồi hạt sen, đồng thời lại lấy ra một cái dương lớn, giao cho tống thư hàng, ta cũng đưa người điểm đồ ăn vặt. Cái này một cái dương lớn bên trong, trang tất cả đều là công đức dương mai, vàng óng ánh, lóa mắt. Tạ ơn bạch tiền bối, tống thư hàng đem hắn thu hồi thứ này bạch tiền bối thực sự nhiều lắm, hái xong một dương lại một dương, hiện tại hắn cơ hồ là gặp người sẽ đưa. Rời đi tiểu thải gian phòng của các nàng phía sau tống thư hàng lại đi tô thị A thập lục gian phòng nhìn một chút. A thập lục còn tại tu luyện, ngày hôm qua, bát phẩm cá voi thánh yến, dược hiệu to lớn, nàng đang chuẩn bị thừa cơ nhiều ngưng tụ một cây đạo cốt, này lúc đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Tại bên người nàng, còn bố trí phòng ngự trận pháp, đây là nhắc nhở mọi người trước không nên quấy dày nàng ý tứ. Tại là, Tống Thư Hàng lặng lẽ rời đi A thập lục gian phòng, trở lại nhà hàng, chờ biệt tuyết tiên cơ bữa sáng. Sau khi ăn xong, liền đi cái kia phiên chợ xem một chút đi. Đang đợi bữa sáng thời điểm, Tống Thư Hàng lại liên hệ lội diệt phượng công tử, hỏi thăm hắn lúc nào sẽ đến. Diệt phượng công tử hồi phục nói, hắn còn tại Hoàng Sơn chân quân cái kia, mấy ngày nay hắn đều đang trợ giúp Hoàng Sơn chân quân an bài đậu đậu hôn lễ bố trí. Tính toán thời gian, hắn chạy tới, ước chừng lại ở buổi chiều 2-3 điểm tả hữu. Cứ như vậy, về thời gian liền sẽ không có xung đột. Ăn điểm tâm xong sau. Bạch tiền bối cùng Tô Thị A Thập Lục đều còn tại trong tu luyện. Tại là, Tống Thư Hàng cùng Đại Hải Quy cùng một chỗ, hướng sát phách thị, biệt tuyết tiên cơ nói hổ lớn tu chân chợ bay đi. Tống Thư Hàng tế lên bảo đao phách toái, vô hình đao cổ làm bạn ở bên cạnh hắn. Người bay tốc độ thật là chậm, Đại Hải Quy đậu đen rau muốn đạo, Tống Thư Hàng, không có cách, ta dù sao mới tứ phẩm cảnh giới nha. Đại Hải Quy, người cái này thiên niên đệ nhất hàng lẩm thánh. Tống Thư Hàng, nếu như quy tiền bối người ngại chậm, người đến mang lấy ta bay. Hắc hắc hắc, Đại Hải Quy cười hắc hắc, người muốn kỵ ta. Không có cửa đâu, tham kỵ ta người, chỉ có chủ ta Bắc Phương Đại Đế. Cho nên thật đáng tiếc, ta không thể mang người trang bước mang người bay. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, hắn cảm giác mình cổ có chút đau nhức, nhất, nhất định là gần nhất, vọng thiên, quá nhiều lần đưa đến. 9 điểm chừng 20, Tống Thư Hàng đến chỗ kia hồ lớn. Tu chân trợ ngay tại đáy hồ, chúng ta lặn đi xuống đi. Tống Thư Hàng đảo, đại hải quy, không cần phiền toái như vậy, mặc dù bị chủ ta phong ấn cảnh giới, nhưng ta không gian năng lực còn có thể sử dụng. Xem ta, nói, đại quy mở ra một cái không gian thông đạo, trực tiếp đem Tống Thư Hàng cùng hắn chuyển rời đến đáy hồ tu chân trong chợ. Tống Thư Hàng, quy tiền bối, có tin ta hay không tiểu khẩn thiết trùy ngươi mai rùa a? À? Đã không gian truyền tống lực lượng vẫn còn, còn để cho ta mang theo ngươi bay mấy giờ, rất thoải mái sao? chương 1199, Cuồng Bá Ma Quân, nói lên đáy nước phiên chợ, chỉ cần nhìn qua tây du ký loại hình tác phẩm người, lập tức liền lại ở trong đầu cấu vẽ ra một cái mỹ lệ đáy nước thế giới, cùng loại Đông Hải Long cung loại kia phong cách. Tỷ như dưới đáy nước có mảng lớn thần kỳ kiến trúc, nguyên bộ hẳn là còn có to lớn trận pháp đến chống lên một cái đáy nước không gian, khiến mọi người có thể giống trên đất bằng đồng dạng dưới đáy nước hoạt động, ngẩng đầu một cái còn có thể nhìn thấy trong nước lưu động loài cá cái gì. Mà khi quy tiền bối mang theo tống thư hàng một cái không gian truyền tống đi vào đáy hồ phiên chợ phía sau tống thư hàng nhìn thấy lại là từng chiếc từng chiếc lớn nhỏ không đều tàu ngầm. Nhỏ nhất là dân dụng tàu ngầm, chỉ có một cỗ xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Sau đó hơn 30 mét, hơn 50 mét các loại các loại trường đều có, hiện trường có thể nhìn thấy lớn nhất tàu ngầm có trăm mét dài. Những này tàu ngầm theo lớn nhỏ chiều dài trình tự sắp xếp, chia mấy hàng, che kín toàn bộ đáy hồ. Tống thư hàng, đưa ta Mỹ lệ mộng ảo tu chân đáy nước phiên trợ phong cách vẽ A. À. Nhiều như vậy tàu ngầm nhồi vào đáy hồ muốn ồn ào cái nào A, à. rõ ràng tu chân phong cách vẽ đáy nước phiên trợ càng Mỹ lệ hơn, thực dụng hơn, nhất định phải chỉnh ra nhiều như vậy tàu ngầm làm gì a? À? Mà lại, cứ như vậy, một chiếc tàu ngầm chính là một nhà tiểu điếm. Những khách nhân tại đi dạo phiên chợ thời điểm, chỉ có thể chui vào từng chiếc từng chiếc tàu ngầm, quá không thuận tiện đi. Những cái kia cỡ lớn tàu ngầm còn chưa tính, những cái kia cỡ nhỏ tàu ngầm nhiều nhất xung nạp hai, ba người, chủ quán cùng khách nhân muốn cũng xếp hàng ngồi, tại không gian thu hẹp bên trong tiến hành giao dịch sao. Bất quá, nơi này sinh ý nhìn qua cũng không tệ lắm. Mấy trăm vị các loại loại hình người tu luyện, tại đáy hồ xuyên qua, tại các chiếc tàu ngầm bên trong ra ra vào vào. Cùng người bình thường phiên chợ trình độ náo nhiệt tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cái này phiên trợ khả năng hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đã xưng thượng, náo nhiệt. Dừng lại ở chỗ này tàu ngầm đều là đi qua cải tạo, chỗ lối vào đều bao trùm lên tị thủy trận pháp, thuận tiện những khách nhân ra vào trong lúc đang suy tư một vị ăn mặc đồ lặn nữ tu thật nhanh hướng tống thư hàng bơi lại sau đó dùng truyền âm nhập mật phương thức nói người tốt hoan nghênh đi vào ngũ phương hồ đáy nước chợ a à, ngài là bá tống huyền thánh tống thư hàng hiện tại vẫn còn huyền thánh hình thức bên trong phàm là nhìn thấy hắn người lập tức sẽ nhận ra thân phận của hắn người tốt tống thư hàng mỉm cười gật đầu xem ra vị này nữ tu chính là nơi đây đáy nước phiên trợ quản lý thế lực thành viên mỗi một cái tu chân phiên chợ đều có một cái hoặc là mấy cái thế lực cường đại liên hợp tổ chức. bọn hắn phụ trách giữ gìn phiên chợ bên trong trật tự, phòng ngừa các loại ngoài ý muốn phát sinh. Bá tống tiền bối ngài khỏe chứ? Ta là ngũ phương hồ phiên chợ tiểu tuyết, không nghĩ tới ngài vậy mà lại vào xem giống chúng ta dạng này phiên chợ nhỏ. người có gì cần mua sắm đồ vật sao? Bởi vì chúng ta ngũ phương hồ đáy nước chợ tương đối đặc thù, cho nên ngài cần một vị hướng dẫn mua không? Đồ lặn nữ tu Tiểu Tuyết nói thật nhanh, bởi vì toàn bộ phiên chợ đều là tàu ngầm, nếu như khách hàng trong lòng có muốn mua đồ vật, mình tại nhiều như vậy tàu ngầm bên trong lục soát rất là phiền phức. Cứ như vậy, liền cần một cái kinh nghiệm phong phú hướng dẫn mua dẫn đầu. Bởi vì bá tống huyền thánh quá mức trói mắt nguyên nhân, cho nên hắn bên trên cái kia đại hải quy tiền bối liền bị Tiểu Tuyết vô ý thức không để ý đến. A, à, tam phẩm cấp tiểu bạn yêu, vậy mà đã ngưng tụ ra hình người là chủng tộc thiên phú sao, xem ra còn có chút đặc thù huyết mạch. Quy tiền bối liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu tuyết chân thân. Cho tống thư hàng truyền âm nói tam phẩm cấp liền nguyễn hóa thành người loại này tộc thiên phú tuyệt đối sẽ để rất nhiều yêu tu hâm mộ. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá chỉ là ngưng tụ gia nhân loại bộ dáng cùng ngũ phẩm đại yêu hóa ra hình người khác biệt trong cơ thể nàng cấu tạo vẫn là bạn yêu tại ngũ phẩm cảnh giới trước vẫn là muốn đi yêu tu con đường quy tiền bối nói bổ sung. Giống thông nương loại kia vừa ra đời liền có, yêu tu, nhân loại, song trọng ưu điểm, thiên hạ ít có. Tống thư hàng mỉm cười, nói ta muốn mua chút quả Phật thủ, tiểu tuyết cô nương biết cái nào trên chỗ bán hàng có bán không? Quả Phật thủ, là Phật tông hội bồi dưỡng loại kia sao? Ta hiểu rõ mấy cái quầy hàng đều có, bá tống tiền bối người không ngại, để ta tới mang ngài đi qua đi. Bạn yêu tiểu tuyết hì hì cười nói. Tại là, tiểu tuyết ở phía trước du động dẫn đường, tống thư hàng cùng quy tiền bối cùng ở sau lưng nàng tiến lên. Du động thời điểm, phía trước bạn yêu tiểu tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi, bá tống tiền bối, ngài là không phải nhận biết ngư kiều kiều. Tống thư hàng có chút dừng lại, trả lời, tự nhiên nhận biết. Thật sự, không nghĩ tới bá tống tiền bối ngài thật sự nhận biết ngư kiều kiều đại tỷ đầu. Trước đó không lâu đại tỷ đầu nói nàng cùng bá tống tiền bối ngài là hảo bằng hữu lúc, ta đều cho là nàng đang khoác lác bước. Tiểu tuyết hì hì cười nói, cả người biến thân cận. Tống thư hàng, tiểu tuyết cô nương cùng kiều kiều quan hệ rất tốt. Cái thế giới này rất lớn, gần 7 tám chục ước nhân sinh cất ở đây trên thế giới. Một người chỉ chiếm thế giới tổng nhân khẩu 1 phần 7 tỷ. Nhưng thế giới lại rất nhỏ, có đôi khi tùy tiện đi đến một chỗ, đều có thể gặp gỡ người quen, hoặc là người quen người quen loại hình. Kiều Kiều là đại tỷ của ta đầu, ta lúc còn nhỏ sinh tồn ở đáy biển lúc, một mực đi theo nàng lăn lộn bạn yêu tiểu tuyết hì hì cười nói. Ngư kiều kiều không hổ là đại hải một phương giang bá tử, giao bá chân quân, nữ nhi, chỉ cần là cùng nước có liên quan địa phương, khắp nơi đều là nhân mã của nàng. Tiểu tuyết rất thiện đàm, tiến về quầy hàng quá trình bên trong, miệng của nàng liền cùng chim thước đồng dạng, sung sướng vô cùng. Rất nhanh, nàng mang theo tống thư hàng tiến vào một chiếc đại lý tàu ngầm bên trong. Chiếc này tàu ngầm là Đông Phương Tịnh Lưu Ly Phật Tông, quầy hàng, trong đó có bán ra quả Phật thủ. Tiểu tuyết mang theo tống thư hàng, trực tiếp tiến về quả Phật thủ tiêu thụ chỗ. Hai người một rùa đi qua một đầu lối đi nhỏ, phía trước vừa vặn có một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn tu sĩ, chạm mặt tới. Tại xa xa nhìn thấy tống thư hàng thời điểm, vị kia mặt mũi tràn đầy giữ tợn tu sĩ thân hình dừng lại. Tống thư hàng cũng nhìn thấy đối phương. Cái này ra hỏa nhìn quen mắt. Ừm, bá đạo ma quân, tống thư hàng xoa cầm, lên tiếng nói vị này ma quân hắn có ấn tượng là vô cực ma tông một vị cường giả lần thứ nhất gặp mặt là tại nguyệt đao tông lúc ấy tô thị a thất một đao thiên đao táng tinh hải muốn chém giết công tử hải lúc ấy chính là vị này bá đạo ma quân ra mặt liều mạng đại thương đem công tử hải cứu còn thuận lợi tại tô thị a thất đao hạ trốn xa đây là vị ngũ phẩm cấp cao thủ thuộc về ngũ phẩm đỉnh tiêm cái chủng loại kia bá tống tiền bối người niệm sai rồi vị này là cuồng bá ma quân. Một bên tiểu tuyết nhỏ giọng giải thích nói. Ý tứ không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng cười khan nói. Đồng thời, hắn suy tư vị này cuồng bá ma quân tư liệu, nhớ kỹ tu sĩ nhật báo đối với hắn đánh giá là vô cực ma tông bên trong một cái duy nhất tương đối người vật vô hại cực phẩm, chỉ cần không ai chọc tới hắn. Vô cực ma tông đệ tử từng cái tính cách cực đoan, kiếm tẩu thiên phong tới cực điểm. Cho nên, vô cực ma tông bên trong xảy ra một người như vậy xúc vô hại phẩm loại khẳng định là bồi dưỡng phương pháp xảy ra vấn đề bất quá nhớ khi vị này cuồng bá ma quân thể chất tựa hồ có chút đặc biệt đang lúc tống thư hàng suy tư thời khắc cách đó không xa lại tới một vị tu sĩ vị này tu sĩ thân mang sặc sỡ đạo bào trường vô cùng phấn nộn hắn đi vào cuồng bá ma quân sau lưng đang muốn từ ma quân bên người xuyên qua đầu này lối đi nhỏ rất lớn đầy đủ bốn năm người song song thông qua. Nhưng vị này sặc sỡ đạo bào tu sĩ, đột nhiên không hiểu thấu lên tiếng khiêu khích nói, mã, chó ngoan không cản đường, cho đạo gia cút sang một bên. Cuồng bá ma quân lạnh lùng xoay đầu lại. Ta đi, một mặt dư tợn, xem xét chính là chó dữ. Nói xong, sặc sỡ đạo bào tu sĩ há miệng, đối cuồng bá ma quân chính là một thanh bay đàm, a phi, nếm thử đạo gia nước bỏ đi. Tống Thư Hàng, Đại Hải Quy Tiểu tuyết, cuồng bá ma quân giận dữ, thân hình hắn lui về sau một bước, tránh đi bay đàm, con mẹ nó chứ chọc giận ngươi rồi. A à phi, tiểu tử, đạo gia ta chính là nhìn ngươi khó chịu, đến A, à, đến lẫn nhau tổn thương A. À. Sặc sỡ đạo bào tu sĩ dương dương đắc ý, rứt lời còn xoa ra một quả cầu lửa, ném về ma quân. Cuồng bá ma quân điểm nộ khí tiêu thăng. Ân, không sai, đây chính là cuồng bá ma quân thể chất đặc thù. Tống Thư Hàng gật đầu nói thân là vô cực ma tông bên trong khó được, người vật vô hại, phẩm loại, chỉ cần không ai trêu chọc đến hắn, cuồng bá ma quân là thuộc về vô hại giống loài. Nhưng hết lần này tới lần khác cuồng bá ma quân trời sinh một bộ, nhận người gây, thể chất, tùy tiện đi trên đường khả năng đều có người hội không hiểu thấu nhìn hắn khó chịu, muốn cho hắn đến một cái cái tát, hoặc là khạc đồng cái gì. Sau đó, giống như trước mắt cái này một cái hình ảnh. Cuồng bá ma quân nổi giận, Tam quyền lưỡng cước đem sạc sỡ đạo bào tu sĩ đánh lật, đem hắn đè xuống đất, hành hung một trận. Ta tha mã chỗ nào trêu chọc ngươi rồi, trường một mặt giữ tợn là lỗi của ta sao? Đường rộng như vậy, ngươi sẽ không từ bên cạnh ta quá khứ sao? Nhất định phải đến trêu chọc ta, cuồng bá ma quân một bên án lấy đối phương cuồng đánh, một bên giận mắng. A à Phi, đạo gia ta chính là nhìn ngươi khó chịu. Bị đè xuống đất cuồng đánh, vị này sạc sỡ đạo trưởng vẫn là không nhận thua há miệng đối cuồng bá ma quân chính là một ngụm máu. Cuồng bá ma quân tránh đi máu đàm, một quyền đánh tại đối phương trên mặt, đem hắn đánh ngất xỉu. Nơi này là tu chân phiên trợ, hắn cũng không muốn náo ra nhân mạng. Đánh xong người phía sau ma quân điểm nộ khí rốt cục bình phục một số. Nếu như hắn, nhận người gây, thể chất là trời sinh, vậy hắn sống đến bây giờ tâm đắc nhiều mệt mỏi a à? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại nhân vật chính thể chất a à, cuồng bá ma quân từ đối phương trên người một đôi tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm tống thư hàng tống thư hàng bình tĩnh nhìn lại đối phương bá tống thánh quân cuồng bá ma quân đột nhiên đối tống thư hàng thi lễ một cái hành lễ đồng thời hắn lại dùng truyền âm nhập mật phương thức nói tứ phẩm cấp bậc thiên niên đệ nhất thánh quả nhiên bá tống thánh quân người giống như thiên nhai tử người huyền thánh là hư hắn cẩn thận thăm dò phát hiện tống thư hàng bày ra cảnh giới chỉ có tứ phẩm cùng bá ma quân tựa hồ nắm giữ thiên nhai tử đạo trưởng tình báo hắn biết thiên nhai tử mặc dù ngưng tụ thành ấn nhưng bản thân chỉ có vừa tấn thăng lục phẩm cảnh giới như thế suy ra cùng thiên nhai tử cùng một chỗ độ kiếp bá tống huyền thánh chỉ sợ cũng hư vô cùng cho nên ngươi muốn thăm dò một chút ta sao tống thư hàng nhếch miệng lên không đây cũng không phải là ta cần làm sự Cuồng bá ma quân ngẩng đầu lên nói. Khiêu chiến tứ phẩm bá tống huyền thánh sự, vẫn là giao cho hắn sư đệ công tử hải đi. chương 1200, ngươi không cần quá cảm động. Hắn chỉ cần xác định vị này bá tống huyền thánh thật sự chỉ có tứ phẩm cảnh giới là được, cái khác liền giao cho công tử hải sư đệ bản thân phiền não. Bản thân vị sư đệ này bởi vì bá tống huyền thánh sự đều nhanh muốn biệt suốt tâm ma. Cho nên, chỉ cần cho hắn biết bá tống huyền thánh trên thực tế mới tứ phẩm liền có thể thật to làm dịu tâm ma của hắn chờ công tử hải độ kiếp tấn thăng ngũ phẩm liền có thể tới khiêu chiến vị này bá tống huyền thánh hiểu rõ một đoạn nhân quả đến mức vị này bá tống huyền thánh có cái gì lá bài tẩy vậy thì không phải là hắn phải quan tâm sự tình lấy công tử hải trí tuệ nhất định có thể đoán được điểm này cùng bá ma quân còn chưa kịp tới nhìn mới nhất tu sĩ nhật báo cho nên cũng không biết bá tống huyền thánh đêm trăng tròn treo lên đánh thiên nhiên đệ ngũ thánh bí đao thánh quân sự. Nếu không, hắn liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Người thật sự không định xuất thủ thử một chút, đã cho là ta là hàng lởm huyền thánh, cái kia thừa cơ đem ta chém giết, được cả danh và lợi, há không mỹ quá thay. Tống thư hàng dùng truyền âm nhập mật phương thức trả lời. Cuồng bá ma quân lắc đầu, ta cùng bá tống thánh quân không oán không cừu, vì sao muốn ra tay với ngươi? Tống thư hàng, thật đúng là vô cực ma tông ít có vô hại phẩm loại, a, à, vị này cuồng bá ma quân tuyệt đối là ra sai rồi môn phái. Nếu như hắn gia nhập Phật tông hoặc là Tây Phương khổ tu sĩ giáo hội, dựa vào hắn, nhận người gây, thể chất cộng Phật tông lòng dạ từ bi bản chất, hoặc là khổ tu sĩ giáo hội loại kia, tha thứ người khác, giáo nghĩa, hắn nhất định có thể rất nhanh trở thành chân chính cao tăng hoặc là thánh đồ. Bất quá, ngươi mặc dù cho rằng cùng ta không oán không cừu, ta lại không cho là như vậy tống thư hàng chậm rãi đưa tay bắt lấy một mực du tẩu cùng bên cạnh hắn vô hình đao cổ hắn tô thị a thập lục cùng công tử hải ở giữa đã kết làm tử thù mà cuồng bá ma quân lại là công tử hải trận doanh người đã gặp được song phương muốn gặp lại cười một tiếng ai đi đường nấy đạo lại là không thể nào tống thư hàng hiện tại trái có quy tiền bối phải có xích tiêu kiếm còn có công đức xà mỹ nhân hộ thể đối mặt cuồng bá ma quân áp lực không lớn đang lúc lúc này Tống Thư Hàng bên người đại hải quy đột nhiên ngẩng đầu, đối cuồng bá ma quân giận nhổ nước miếng, A à Phi. Lần này, cuồng bá ma quân không thể tránh thoát khỏi đi. Cái này đại hải quy nôn nước bọt quá đột nhiên, sự chú ý của hắn lại tất cả Tống Thư Hàng trên thân, quả quyết chúng chiêu. Mã, lại nhảy ngăn tại quy đại gia trước mặt lâu như vậy, làm gì a? À? Tìm cha đúng hay không? Đại hải quy dướn cổ lên nói, còn không cho quy đại gia cút qua một bên, nhìn lấy ngươi một mặt dữ tợn liền khó chịu. Tống Thư Hàng, Tiểu Tuyết, Cuồng Bá Ma Quân. Sau một khắc, Cuồng Bá Ma Quân lửa giận ngút trời, đại gia ngươi, ta trêu chọc ngươi sao? Ngươi cái này vương bát đản, ngươi là đang tự tìm đường chết. Tại sự thăm dò của hắn xem ra, cái này đại hải quy chính là phổ thông quy yêu, nhiều nhất hai ba phẩm cảnh giới. Con rùa này yêu là cho là hắn thật sự sợ bá Tống Huyền Thánh. Ngu xuẩn, hào hào học một ít sinh vật tri thức, rùa cùng vương bát là khác biệt. Vương bát là ba ba, rùa biển là rùa loại, bản đại gia là rùa loại, đại hải quy diếu cợt nói. Tống Thư Hàng, vậy ngài trước đó còn nói với ta, chính ngài là một đầu vương bát, không phải anh hùng. Cho nên muốn cùng ngài sở kiến lược kiến, chỉ có thể là vương bát sở kiến lược đồng. Hóa ra ngài trước đó là thuần túy muốn đen ta. Ta muốn giết ngươi làm lão quy canh. Cuồng bá ma quân đột nhiên vọt lên. Tiểu Tuyết, bá tống tiền bối, hắn muốn giết ngươi yêu sùng. Đây cũng không phải là ta yêu sùng. Tống Thư Hàng trả lời đúng đúng đúng. Giết lão quy này làm canh, ta có thể đem biệt tuyết tiên cơ giới thiệu cho ngươi. Tiểu Tuyết, a. À. Mà lúc này đối mặt với hung mãnh sông tới cuồng bá ma quân, lão hải rùa không yếu thế chút nào sông tới, hắn tốc độ bò nhanh chóng. Phanh 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 phanh. Song Phương tiếp xúc. Một lát sau. Cuồng bá ma quân bị lão hải rùa đánh ngã trên mặt đất, lão hải rùa chân trước dùng sức quạt cuồng bá ma quân mặt. Ma quân bị đánh mộng. Lại một lát sau, hắn bị đánh ngất xỉu tới. Thật là, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô sỉ người. Vừa nhìn thấy hắn, ta liền muốn nôn hắn nước bọt, tìm hắn cha, dùng sức đánh hắn. Đánh xong phía sau lão hải rùa lẩm bẩm nói. Tống thư hàng trả lời, quy tiền bối, cái này tựa hồ là vị này cuồng bá ma quân thể chất vấn đề. Nghe nói, hắn trời sinh có nhận người gây thể chất. Quỷ dị như vậy, Đại Hải Quy nháy nháy mắt. Tống thư Hàng gật đầu nói, vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, Hoa bào tu sĩ hoàn toàn không biết hắn, lại đột nhiên sẽ ra tay khiêu khích hắn. Cái này ra hỏa, có thể sống đến hiện tại thật không dễ dàng, Đại Hải Quy lẩm bẩm nói. Tống thư Hàng, đúng vậy a, à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì quy tiền bối ngươi cũng sẽ nhận hắn thể chất ảnh hưởng? lấy thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không thụ loại trình độ này ảnh hưởng mới đúng chứ. Có thể là chủ ta đem ta cảnh giới phong ấn sau mang tới di chứng về sau chứ. Đại hải quy mở chừng hai mắt nói. Tống thư hàng cảm giác, cái này đại hải quy chỉ sợ là đơn thuần muốn đánh đối phương một trận. Đem cuồng bá ma quân đánh ngất đi phía sau đại hải quy lại duỗi thân chào tại đối phương thân tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm ra một túi linh thạch. Thôi đi, đi ra ngoài bên ngoài liền mang chút tiền ấy. Đại Hải Quy bất mãn nói, nhưng tiện tay đem linh thạch thu vào. Trừ cái đó ra, còn lục ra được mấy khối vật liệu luyện khí, nhưng nó không để vào mắt, ném cho Tống Thư Hàng, Tống Tiểu Hữu, "Đưa ngươi." Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, "Tạ ơn tiền bối." Còn có cái này, đây mới là ta lần này chân chính mục đích. Một quyển là Thiên Sư Hành Quyết Lôi Pháp Thiên, còn có một bản huyễn thuật trận pháp bố trí tường giải tên như ý nghĩa, một bản ghi chép một chút lôi pháp, uy lực không tệ, một quyển khác là huyễn thuật trận pháp, người có muốn không? Đại Hải Quy xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ánh mắt sáng lên nói, muốn. Đại Hải Quy tiện tay đưa chúng nó ném cho Tống Thư Hàng, không cần cảm ơn ta. Tối hôm qua nghe người tại lại nhảy, thuyết pháp thuật nắm giữ không đủ. Vừa rồi, ta vừa vặn ngắm đến cái này ra hỏa trên người mang theo pháp thuật pháp môn tu luyện, lại thêm cái này ra hỏa cùng ngươi tựa hồ bất thường, liền đoạt tới cho ngươi, ngươi không cần quá cảm động. Phong Thiên, nói như vậy, mới vừa rồi là ta hiểu lầm quy tiền bối rồi. Tống thư hàng cảm động lệ rơi đầy mặt. Tốt, chúng ta tiếp tục đi mua cái kia quả Phật thủ đi. Đại Hải Quy đem cuồng bá ma quân đá phải một bên, đối Tống thư hàng đạo. Tiểu Tuyết toàn bộ hành trình kinh ngạc đến ngây người, bá Tống tiền bối vậy mà xưng hô cái này Đại Hải Quy vì quy tiền bối. Nàng trước đó còn không để ý đến hắn, có thể hay không bị hắn ghi hận. Liền cuồng bá ma quân đều bị, quy tiền bối, trong nháy mắt đổ nhào, ấn trên mặt đất cuồng đánh, nàng sẽ thảm hại hơn A. À. Tiểu tuyết tâm thần bất định bất an, mang theo tống thư hàng cùng quy tiền bối đi tới bán quả Phật thủ trước quầy. Các vị thí chủ tốt, xin hỏi các người cần gì không? Một vị áo trắng tăng nhân mặt mỉm cười, dò hỏi. Đến điểm quả Phật thủ, quy tiền bối, muốn mấy khỏa? Tống Thư Hàng hỏi. Năm viên như vậy đủ rồi. Đại Hải Quy trả lời. Áo trắng tăng nhân tiếu dung không thay đổi, lấy ra năm viên quả Phật thủ, đưa cho Tống Thư Hàng, mỗi một quả quả Phật thủ năm quả ngũ phẩm linh thạch, hết thảy 25 mai ngũ phẩm linh thạch. Đồng thời, hắn lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hàng lại là bá Tống Huyền Thánh, còn sống. Hôm nay thật sự là hảo vận, thiên nhiên đệ nhất thánh tại hắn quầy hàng mua đồ, lần có mặt mũi. A, à, Tống thư hàng còn tưởng rằng mỗi cái cùng quả là một cái ngũ phẩm linh thạch đến, còn tốt trên người hắn còn có chút linh thạch hàng tồn. Tống thư hàng lấy ra hai cái lục phẩm linh thạch cùng năm mai ngũ phẩm linh thạch giao cho áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân kích động tiếp nhận linh thạch, sau đó lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ bá tống tiền bối. Trên thực tế chúng ta nơi này vừa vẫn có hoạt động tiêu phí đầy lục phẩm linh thạch, đưa một phần tinh chế rong biển diện màng. Tống thư hàng, tạ ơn. Phật tông bán dòng biển diện màng, cho người cảm giác rất quái lạ a. À, a, rong biển, Quy Tiền bối liếm liếm khóe miệng, hắn thích ăn nhất rong biển, tại là hắn đối Tống thư hàng truyền âm nói, cho ta cho ta. Tiền bối ngươi muốn, Tống thư hàng trong đầu tưởng tượng thấy một đầu đại hải quy thoa diện màng hình ảnh. Hình tượng này quá cay. Bất quá, đã Quy Tiền bối muốn, vậy liền cho đi. Tống thư hàng đem cái này cái hộp nhỏ rong biển diện màng giao cho Quy Tiền bối. Quy tiền bối hài lòng đem hắn thu hồi, sau đó ngắm nhìn vị này áo trắng tăng nhân, đối tống thư hàng truyền âm nói, cái này tiểu hòa thượng người không tệ, người thay ta chỉ điểm hắn một chút. Người liền nói với hắn, hắn hiện tại, long trưởng đan điền, nhìn như đã chân khí tràn đầy, lập tức liền muốn đột phá. Nhưng là, nếu như hắn muốn tại trên đường tu chân đi càng xa, hơn liền đè thêm đè ép. Dùng thời gian một tháng bế quan, lặp đi lặp lại đem chân khí toàn thân vừa đi vừa về rèn luyện. Lúc trước hắn dùng qua thiên tài địa bảo, phía trước mấy cái đan điền cơ sở không đủ, là cái tai họa ngầm. Tống thư hàng, một hộp đưa tặng dòng biển diện màng liền đổi lấy một vị cửu phẩm kiếp tiên chỉ điểm, cái này áo trắng tăng nhân đã kiếm được. Tiểu hòa thượng, người tên là gì? Tống thư hàng có chút điều động thánh ấn, hiệu quả để cho mình nhìn càng giống là một vị huyền thánh. Hồi bá Tống tiền bối, ta gọi Quách Tiểu Hải, áo trắng tăng nhân kích động nói. A à, không phải pháp danh sao? Tống Thư Hàng hỏi. Áo trắng tăng nhân ngượng ngùng sờ lên bản thân đầu chọc, cái kia, bá tống tiền bối. Kỳ thật ta là tới, đông phương tịnh lưu ly Phật Tông, quầy hàng làm việc vặt, kiếm chút linh thạch. Ta bản thân là một tên tán tu, mục tiêu của ta là trở thành đỉnh tiêm bá khí thương tu. Tống Thư Hàng. Ngọa Thảo, cái này cũng được. Quách tiểu hữu ta nhìn ngươi, long trưởng đan điền, cảnh giới đã tràn đầy, đang sắp đột phá. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Quách Tiểu Hải dùng sức chút đầu, đúng vậy, tiền bối. Người muốn tại trên đường tu chân đi càng xa sao, Tống Thư Hàng đạo. Quách Tiểu Hải nghiêm túc ngồi thẳng, xin tiền bối chỉ điểm. Hắn biết, hắn duyên phận tới. Trước ngươi dùng qua thiên tài địa bảo, phía trước mấy cái đan điền cơ sở không đủ, còn có tai họa ngầm. Tiếp xuống ngươi tốt nhất tiêu tốn thời gian một tháng, bế quan lập đi lặp lại túy luyện trong cơ thể ngươi chân khí cái này đối người tương lai tấn cấp có trợ giúp, tống thư hàng đạo. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm, quách tiểu hải cảm động nói. Tu hành đường dài rằng giặc, tiểu hữu chúc người toại nguyện trở thành cường đại thương tu. Tống thư hàng mỉm cười, phất phất tay, quay người rời đi. Quách tiểu hải cảm động hít mũi một cái đáng tiếc a à. mặc dù hắn vẫn muốn trở thành đỉnh tiêm thương tu, nhưng hắn điểm thiên phú toàn điểm vào kiếm tu bên trên. Tâm thật mệt mỏi bất quá vừa rồi bản thân phần này diện màng tặng giá trị. Rời đi phiên chợ phía sau đại hải quy đối tống thư hàng nói, tiếp đó, đưa ta đến đông chi điện bên trong, ta muốn mượn nơi đó đan lô luyện đan. Nhiều nhất một ngày, liền có thể đem băng phách đan luyện ra. Tạ ơn quy tiền bối, tống thư hàng đảo, sốt cục, có thể đem lý âm trúc lạnh bệnh giải quyết triệt đề. Như thế, cũng coi là hiểu rõ cùng lý thiên tố đạo trưởng ở giữa một đoạn nhân quả audio điện tử võ tấn bền hết tập 87